Xin chào mọi người, hôm nay mọi người cùng nghe tiếp bộ truyện Sự trở lại của Thiên Kim Toàn Năng. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn một nhóm fan cuồng tấn công Trần Diệp Vi, Tân Tiến Đạt, Ngô Văn Khôi và các bạn cùng lớp đã ra ngăn cản. Hành động này bắt nguồn từ việc Thừa Hạc Văn, một diễn viên nổi tiếng, đã phát ngôn không hay về Trần Diệp Vi, khiến cô trở thành mục tiêu công kích. Thừa Hạc Văn sau đó bị thương nặng và phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc bị phá hủy nhan sắc và bị kiện tụng. Ở diễn biến khác, Lê Huệ Hương và Lê Trường Giang đang xem ảnh vết thương trên mặt của Thừa Hạc Văn. Họ thấy vết thương này rất quen. Tiếp theo thì như thế nào nữa? Mọi người cùng nghe tiếp chuyện nào. Tập 5. Trông không giống một vụ việc bình thường trong làng giải trí. Bảo chị họ Sao Khuê của cháu đi điều tra một chút. Nghe vậy, Lê Huệ Hương thoáng kinh ngạc, ánh mắt chợt tối đi. Sau khi bước vào giới giải trí, chị họ đã không còn quan tâm đến chuyện của nhà họ Lê nữa. Chúng ta không cần phải làm phiền chị ấy. Cũng may Lê Sao Khuê đã gia nhập làng giải trí, nếu không hôm nay sẽ có thêm một đối thủ tranh giành vị trí với cô ta. Lê Trường Giang nhìn thẳng Lê Huệ Hương với ánh mắt khiến cô ta giật thót tim. Lúc trước chị ấy đã nói rằng nếu không thật sự cần thiết thì đừng quấy rầy chị ấy. Bây giờ chính là lúc cần thiết. Lê Huệ Hương không dám làm trái lời Lê Trường Giang, bèn gật đầu nói, vâng, cháu sẽ liên lạc với chị Sao Khuê. Chắc cháu hiểu tại sao nhà họ Lê lại bắt đầu tham gia vào các lĩnh vực khác nhau. Trước đây, bởi vì suy xét đến điều này nên chúng ta mới đồng ý cho Sao Khuê gia nhập giới giải trí. Thế giới bây giờ không còn là thế giới của 100 năm trước. Cho dù là Internet hay hiện thực đều đã thay đổi rất nhiều, do đó nhà họ Lê không thể chỉ thu mình trong lĩnh vực nghiên cứu y học. Mô hình kinh doanh của mỗi gia tộc gần như đều giống nhau. Họ để người của gia tộc mình tham gia vào đủ mọi lĩnh vực lớn nhỏ. Chỉ bằng cách này họ mới có thể kiểm soát mọi thứ nhanh hơn và tốt hơn. Cũng giống như bây giờ, khi chuyện này xảy ra trong giới giải trí, nhà họ Lê có thể cử ngôi sao hàng đầu là Lê Sao Khuê đi điều tra để không gây sự chú ý. Vâng, dặn Sao Khuê rằng có tin tức gì thì báo ngay cho gia tộc. Vâng, Lê Huệ Hương xoay người đi ra ngoài rồi lại quay trở lại. Ông ơi, còn một việc này nữa. Một trong những giấy triệu tập đăng trên mạng là của cơ quan chấp pháp đó. Nhắc tới cơ quan này, Lê Trường Giang liền nghĩ đến những thẻ vàng do đội quét dọn gửi tới. Chúng ta cũng phải cử người đi tìm hiểu xem đội quét dọn đang làm gì ở huyện Đông Lâm mới được. Về phần chat đòi hầu tòa của cơ quan đặc biệt, không liên quan gì đến nhà họ Lê. Sau khi Lê Huệ Hương đi ra ngoài được một lúc, Lê Trọng Toàn chau mày bước vào. Nhìn vẻ mặt nặng nề của ông ta, Lê Trường Giang bèn đặt bút xuống chờ ông ta lên tiếng. Quách Bá Thông đã hoàn toàn bình phục. Lê Trường Giang nhíu mày, chuyện xảy ra khi nào? Hôm nay tôi đến kiểm tra, phát hiện trên người ông ta không có dấu vết đã từng bị thương. Chắc chắn nhà Quách có người biết cách chữa trị. Mấy ngày trước Lê Trọng Toàn còn cảm thấy buồn bực khi không thể làm gì với thương tích của Quách Bá Thông. Hôm nay ông ta đến đó kiểm tra lại thì thấy ông ta đã hồi phục như thường. Mọi người đều tận mắt chứng kiến tình trạng lúc đó. Sao bây giờ Quách Bá Thông lại không việc gì? Trong khoảng thời gian này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà những gia tộc khác không biết hoặc có người đang âm thầm giúp đỡ nhà Quách. Lê Trường Giang trầm ngâm giây lát rồi nói, chú đã điều tra người ở thủ đô chưa? Em gái của Quách Bá Thông làm dâu ở đất thủ đô. Trong gia tộc đó có rất nhiều sự tồn tại bí ẩn, chưa biết chừng là người ở thủ đô ra tay đấy. Tôi sẽ sai người đi thăm dò xem gần đây nhà Quách có ai về thăm nhà không. Nhờ có lời nhắc nhở của Lê Trường Giang mà Lê Trọng Toàn mới nhớ ra điều này. Sao họ lại quên mất rằng nhà Quách còn một người như vậy nhỉ? Nếu đúng là các gia tộc ở thủ đô nhúng tay vào, chắc chắn bọn họ biết rõ tình hình ở huyện Đông Lâm. Một khi bọn họ đã bắt đầu hành động, có lẽ thành phố Hạ Dương cũng sẽ không được yên ổn. Nhà họ Lê chúng ta chủ yếu làm nghề y, nhưng không hề lơ là luyện tập cổ võ. Cho dù các gia tộc ở thủ đô đến đây, chúng ta cũng chẳng sợ. Lê Trọng Toàn nhíu mày, điện thờ đó phô trương quá. Điều ông ta lo lắng là một số gia tộc lớn sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán vì điện thờ này. Các cổ võ giả thường chọn cách ở ẩn. Đây là thỏa thuận chung của các gia tộc lớn ở Hoa Hạ. Ngay cả những nhân vật siêu nhiên ở nước ngoài cũng chung nhận thức đó. Cho nên đã lâu không có người bình thường nào phát hiện ra sự tồn tại của những người có siêu năng lực. Tuy nhiên, vẫn có những chủ đề như võ thuật được lan truyền ở bên ngoài, có một số người vẫn tin rằng trên đời tồn tại những thứ như vậy. Các gia tộc đều đang bí mật tìm kiếm vị trí của điện thờ. Không ai có thể ngờ được rằng nó lại nằm ở huyện Đông Lâm. Nhà họ Trần và nhà Quách tìm được điện thờ đó chẳng qua là một sự tình cờ. Mặc dù cũng là nghệ sĩ hàng đầu, nhưng Lê Sao Khuê là mẫu diễn viên chậm mà chắc. Khác với Thừa Hạc Văn đi theo con đường diễn viên võ thuật, nhận mọi kịch bản phim điện ảnh và truyền hình, cô ta chỉ đóng phim điện ảnh. Ngày nay, phim truyền hình kiếm được nhiều tiền hơn,
ngay cả những kẻ ngốc cũng biết cách lựa chọn. Sau khi nhận được điện thoại của em họ mình là Lê Huệ Hương, Lê Sao Khuê thật sự không muốn đến tìm hiểu tình hình của Thừa Hạc Văn. Cô ta đã từng hợp tác với anh ta một lần và biết rằng anh chàng này đã luyện tập một số chiêu thức cổ võ, nhưng chỉ biết sơ sài. Trong mắt những gia tộc lớn, Thừa Hạc Văn chỉ có tiềm năng hơn người bình thường một chút mà thôi, nhưng lại cậy mình biết một chút võ vẽ mà làm mưa làm gió trong làng giải trí. Thừa Hạc Văn biết chuyện mình đã nhận được hai chat đòi hầu tòa, vì thế ngay sau khi tỉnh lại, anh ta lập tức đi gặp người đại diện và làm ầm lên. Tuy nhiên, bây giờ người đại diện cũng là bệnh nhân nên không có tâm trạng dỗ dành anh ta, còn có ý định từ bỏ Thừa Hạc Văn sau khi công ty quản lý quyết định bỏ rơi nghệ sĩ của mình. Sự xuất hiện của Lê Sao Khuê vào lúc này khiến người đại diện khá bất ngờ. Thừa Hạc Văn đã khỏe lại chưa? Lê Sao Khuê có phong thái của chị đại, mọi biểu cảm của cô ta đều mang vẻ đẹp tự nhiên, cá tính mạnh mẽ, giống như chiếc máy gặt hái sự yêu mến của những người hâm mộ nam và nữ trầm lắng không thích sự ồn ào. Trong làng giải trí có rất nhiều nữ diễn viên được cả phái nam lẫn phái nữ yêu thích, nhưng rất ít nữ diễn viên có chỗ đứng vững chắc trong lòng người hâm mộ như Lê Sao Khuê. Hầu hết bọn họ đều đi theo con đường fan lưu lượng. Có thể nói, cô ta cũng giống như Thừa Hạc Văn, song lại có sự khác biệt rất lớn. Người đại diện của Thừa Hạc Văn hơi do dự, có gì bất tiện sao? Không, cô có thể đến thăm như thế này đã là một niềm an ủi lớn đối với Hạc Văn rồi. Có điều, tình trạng bây giờ của cậu ấy hơi đáng sợ, e rằng sẽ khiến cô sợ hãi. Không sao đâu, gia đình tôi làm nghề y, tôi đã gặp nhiều trường hợp bị thương nặng mà còn chẳng sợ nữa là. Anh ta cười ngượng ngùng, sau đó để Lê Sao Khuê vào phòng bệnh mà không hề hỏi ý kiến của Thừa Hạc Văn. Anh ta không chỉ bị hủy hoại khuôn mặt mà ngay cả sắc mặt cũng không tốt. Thừa Hạc Văn rất kinh ngạc khi thấy Lê Sao Khuê đến thăm mình. Sao cô lại tới đây? Dù sao chúng ta cũng đã từng hợp tác. Chuyện của cậu đã xôn xao khắp trên mạng, cho nên tôi đến thăm cậu một lát. Thừa Hạc Văn nhíu mày nghĩ bụng, không phải cô ta đến đây để chê cười mình sao? Lê Sao Khuê quan sát vết thương của anh ta. Một bên mặt của Thừa Hạc Văn bầm tím, trông tôi bây giờ kinh khủng lắm phải không? Lê Sao Khuê nhẹ giọng đáp, ừ, có một chút. Vết cào trên mặt anh ta rất sâu, thậm chí còn mưng mủ, thuốc thông thường không thể chữa khỏi. Anh ta hơi bối rối khi bị cô ta nhìn chằm chằm như vậy, bởi vì trông anh ta bây giờ chẳng khác gì một con ác quỷ. Lúc vừa mới tỉnh lại, anh ta đã nổi giận một hồi, khiến vết thương trên mặt lại bị vỡ ra, lúc này trông càng khủng khiếp hơn. Hơn nữa, những vết thương trên cơ thể khiến anh ta không thể rời khỏi giường. Khả năng hồi phục mạnh mẽ dường như đã biến mất chỉ sau một đêm, thể chất của anh ta trở lại bình thường, khiến vết thương trên người đau đớn gấp bội so với trước đây. Lê Sao Khuê chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thừa Hạc Văn rồi bắt mạch cho anh ta. Thừa Hạc Văn không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên anh ta biết rằng nữ đồng nghiệp này còn biết khám bệnh. Cô là bác sĩ à? Coi như là bác sĩ. Thừa Hạc Văn không tài nào hiểu được. Nếu cô ta là bác sĩ thì tại sao lại dấn thân vào giới giải trí? Quả là một cú quay xe đầy bất ngờ. Sau khi nhiều chủ đề tìm kiếm nóng trên mạng bị xóa, người hâm mộ của Thừa Hạc Văn bị đả kích. Trên các ứng dụng lớn không còn thấy bất kỳ bình luận tục tĩu nào nữa. Không thể hoạt động trên mạng, nhiều fan đổ xô tới thành phố Hạ Dương, một số người còn chạy đến huyện Đông Lâm. Chỉ là, bọn họ vừa mới bước vào địa phận huyện Đông Lâm đã bị một nhóm người bắt giữ. Người ở huyện Đông Lâm muốn đến trường tìm gặp Trần Diệp Vi cũng bị khống chế hoàn toàn. Nó giỏi giả vờ lắm. Trước đây cứ tưởng rằng đầu óc nó có vấn đề, nhưng bây giờ xem ra tay chân nó cũng có vấn đề đấy. Ngay cả giải lụa của anh Văn mà nó cũng dám ăn trộm. Nếu không sợ bị ghi lỗi vào học bạ thì tôi đã tẩn nó 100 lần rồi. Người ta là cô cả nhà họ Trần, nếu cậu dám thì cứ thử xem. Cô cả thì có thể ăn cắp à? Thật nực cười, những người bại não đều rất khó hiểu. Bây giờ đã biết giải lụa của anh Văn nằm trong tay nó, chúng ta cứ theo dõi nó mỗi ngày, tôi không tin là không tìm được giải lụa. Trần Diệp Vi đứng trong sân trường, nghe thấy những lời bàn tán xung quanh. Nhìn vẻ ấm ức của những kẻ dám nổi giận mà không dám làm gì thật khoái chí biết bao. Chị ơi, Phạm Nhật Nam chạy tới. Trần Diệp Vi nhìn đồng hồ, thấy vừa đúng lúc. Chị ơi, những người trong trường thật quá đáng. Rõ ràng chị không hề lấy giải lựa đó mà bọn họ cứ khăng khăng mặc định là chị. Em đã xem video trên mạng, lúc ấy ngôi sao họ Thừa kia quệt vào người chị, khiến giải lụa bị mắc vào tay áo của chị và bị tuột ra. Hình ảnh trong video rõ mồn một là thế. Bọn họ bị mù có chọn lọc à? Nói tới đây, Phạm Nhật Nam càng nghĩ càng tức giận. Trần Diệp Vi vác cặp sách trên vai đi về phía trước. Hôm nay họ hẹn nhau đi đón Phạm Thu Sương rồi đến nhà Phạm Bách Thạch ăn cơm. Trần Diệp Vi dựa vào bức tường ngoài cổng trường tiểu học Đông Lâm,
cúi đầu lướt điện thoại, say mê với nội dung trên điện thoại di động của mình giống như tất cả những người suốt ngày cắm mặt vào điện thoại. Con bé đi ra rồi, Phạm Nhật Nam quay đầu lại, thấy Trần Diệp Vi say sưa xem video ngắn thì dở khóc dở cười. Một ca khúc dân ca vang lên, cô gái đang dựa đầu vào tường khẽ nghiêng đầu. Chậu hoa lớn từ phía trên rơi xuống chân cô đánh choang một tiếng. Phạm Nhật Nam ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy trên lầu có người đang nhanh chóng rụt lại. Cậu tức giận chửi ầm lên, đồ khốn nào ném chậu hoa xuống đây thế hả? Lúc này, Phạm Thu Sương và Quách Ngọc Lam chạy tới. Có kẻ cố ý giết người. Quách Ngọc Lam nhảy lên hàng rào, trèo lên lầu 3. Những người phía dưới đều ngây ra như phỗng, nhìn cô bé mới chỉ 6-7 tuổi, nhảy vài cái đã trèo lên ban công lầu 3. Sau đó, một loạt tiếng động vang lên, cô bé bình thản đi ra từ hành lang phía bên kia. Em làm gì vậy hả? Phạm Nhật Nam hoàn hồn, vội chạy tới nhìn cô bé ngầu không để đâu cho hết. Cô bé này siêu thật đấy, cậu còn không bằng một cô bé 7 tuổi. Ôi, ngầu quá. Phạm Thu Sương không biết rằng động tác này nguy hiểm nhường nào, thậm chí còn nhìn Quách Ngọc Lam với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Quách Ngọc Lam nhìn về phía Trần Diệp Vi, chờ được khen ngợi. Có điều, Trần Diệp Vi không buồn liếc nhìn cô bé lấy một cái, càng không nói lời cảm ơn. Quách Ngọc Lam hơi tiêu nghỉu, người trên lầu 3 ló đầu ra nhìn xuống dưới và chửi rủa. Quách Ngọc Lam chạy theo sau, chị ơi, em đã báo thù cho chị rồi. Phạm Nhật Nam cảm thấy người hâm mộ nhỏ bé này hơi đáng thương. Chị họ của cậu vẫn rừng rưng, hoàn toàn không để ý đến cô bé. Đột nhiên, Phạm Thu Sương ngã nhào xuống đất, Tiểu Sương. Phạm Nhật Nam lập tức đỡ em gái mình dậy, vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô bé. Cuối cùng Trần Diệp Vi rời mắt khỏi điện thoại di động và bước tới, lấy ra một thứ gì đó từ trong cặp sách của Phạm Thu Sương. Phạm Nhật Nam sửng sốt khi nhìn thấy một con dao găm, đây là cái gì? Trên đó có chữ. Quách Ngọc Lam cũng nhận ra sự khác thường của Phạm Thu Sương, ánh mắt nhìn con dao trong tay Trần Diệp Vi. Trên lưỡi dao toàn là những chữ viết kỳ lạ. Trần Diệp Vi bóp miệng Phạm Thu Sương rồi lấy ra một bình nước từ trong cặp sách của cô bé, mở nắp ra và đưa lên mũi người. Nước có mùi lạ. Chị ơi! Phạm Nhật Nam nhìn một loạt hành động kỳ lạ của cô, đang định hỏi gì đó thì bị giọng nói lạnh lùng của cô cắt ngang. Bị chúng ta rồi. Phạm Nhật Nam nghẹt mặt. Trần Diệp Vi vỗ mạnh vào lưng Phạm Thu Sương một cái, khiến cô bé nôn ra nước bẩn. Hai mắt của Phạm Nhật Nam dường như sắp lồi ra ngoài đến nơi. Sao cậu lại có cảm giác giống như đang rơi vào thế giới của nữ phù thủy phiên bản đời thật thế này? Trong nước bẩn mà Phạm Thu Sương vừa nôn ra có một con côn trùng nhỏ như sợi chỉ đang ngọ nguậy, về cơ bản không giống trùng độc của hoa hạ. Trần Diệp Vi cầm con dao găm trong tay, lật xem mặt sau. Hình như là ngôn ngữ phương Tây. Quách Ngọc Lam kinh ngạc sán lại xem. Trần Diệp Vi bình thản nói, tiếng Gaul từ thế kỷ thứ 5. Sau đó, cô cất con dao đi. Phạm Thu Sương tỉnh lại, hoang mang hỏi, anh ơi, em bị làm sao thế? Không có việc gì, em chỉ bị đau bụng vì uống nước không hợp vệ sinh thôi. Phạm Nhật Nam không dám nói vừa rồi cô bé đã nhổ ra một ngụm nước bẩn. Trên đường trở về, Quách Ngọc Lam liên tục suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Lương Đình Tùng đang đợi cô bé ở ngã tư, cho đến khi nhìn thấy Quách Ngọc Lam, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Lam à, lần sau cứ để chú đến đón cháu thì hơn. Không cần đâu ạ, cháu có thể tự chăm sóc bản thân mà. Lão phu nhân gửi cho cháu một vài thứ, cháu có muốn xem không? Cháu không muốn xem. Quách Ngọc Lam từ chối thẳng thừng. Lương Đình Tùng có phần bất lực. Quách Ngọc Lam chợt quay người lại, hỏi, chú Lương, chú có biết tiếng Gaul ở thế kỷ thứ 5 không? Tiếng Gaul ở thế kỷ thứ 5 à? Sao tự nhiên cháu lại hỏi điều này? Cháu tò mò, người Hoa Hạ chúng ta không cần dùng đến ngôn ngữ đó. Quách Ngọc Lam không hề thất vọng, thản nhiên nói, chú Lương không biết thì thôi, nhà Quách có động tĩnh gì không ạ? Trước đó ông Bá Thông bị thương ở huyện Đông Lâm, sau đó bỗng nhiên hồi phục bình thường. Mọi người trong gia tộc hơi nghi ngờ, ừ, sao ông ta còn chưa ngỏm củ tỏi chứ? Như vậy mới tốt, Quách Ngọc Lam lạnh lùng nói, nếu không vì ông ta thì bố mẹ cô bé đã không chết. Cô bé cũng sẽ không bị xa lánh ghẻ lạnh vì chuyện đó. Tại bệnh viện thành phố Hạ Dương, Lê Sao Khuê còn chưa rời đi thì người của cơ quan chấp pháp đặc biệt đã tới. Họ bất chấp việc Thừa Hạc Văn đang bị thương nằm trên giường, cứ thế kéo anh ta ra ngoài. Nhìn đồng phục trên người họ, người ở bệnh viện không ai dám ngăn cản. Các người làm gì vậy hả? Thả tôi ra, tôi không phạm pháp. Thừa Hạc Văn bị còng lại, sau đó đẩy cả người lẫn giường ra ngoài. Người đại diện ngồi ngây ra tại chỗ với sắc mặt trắng bệch. Vết thương trên người vẫn chưa lành nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những người đó xông vào, giải Thừa Hạc Văn đi. Lê Sao Khuê tránh sang một bên,
nhìn họ đưa anh ta đi. Người đại diện của cô ta thấp giọng nói, chúng ta đừng xen vào chuyện này. Ngay cả bạn thân của Thừa Hạc Văn cũng không xuất hiện, Lê Sao Khuê càng không cần phải dây vào phiền toái này. Cô ta liếc nhìn người đại diện của Thừa Hạc Văn, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh. Thừa Hạc Văn bị đánh ngất rồi phủ khăn trắng lên và đưa đi. Các phóng viên ở bên ngoài vây kín cửa trước và cửa sau, không để ý đến chiếc trực thăng bay trên nóc nhà, chỉ nghĩ rằng có ca bệnh khẩn cấp phải điều động trực thăng. Sau khi lên xe, Lê Sao Khuê cởi mũ ra, cầm điện thoại di động gọi về nhà họ Lê. Lê Trường Giang đích thân nhận cuộc gọi. Ông cả, cháu đã kiểm tra vết thương, trông giống như dấu vết tấn công của một sinh vật nào đó có móng vuốt sắc bén chứa nọc độc. Cháu cũng đã bắt mạch cho anh ta, nhưng không có bất kỳ chất hóa học hay ảnh hưởng của loại thuốc nào. Điều duy nhất có thể giải thích ở đây là đã xuất hiện sinh vật không xác định ở thành phố Hạ Dương, mục tiêu tấn công cũng không rõ ràng. Nói xong, Lê Sao Khuê chờ đợi phản ứng của Lê Trường Giang. Ông ta cau mày, nói, tìm cách đưa anh ta tới đây. Chỉ sau khi nhà họ Lê nghiên cứu thì mới biết được ngọn nguồn vết thương của Thừa Hạc Văn. Không phải ngôi sao này quan trọng, mà là nhà họ Lê sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì liên quan đến y học. Muộn mất rồi, người của cơ quan đó đã đến và đưa anh ta đi. Lê Trường Giang càng nhíu chặt mày, ông biết rồi, cháu hãy luôn để ý mọi tin tức của giới giải trí nhé. Ông nghi ngờ rằng thứ này nhằm vào giới giải trí sao? Không chỉ có vậy, rất nhiều chuyện kỳ quái đã xảy ra kể từ khi tìm thấy điện thờ đó. Đã tìm được điện thờ rồi ạ. Là một thành viên của nhà họ Lê, đương nhiên là Lê Sao Khuê biết rõ tầm quan trọng của điện thờ này đối với gia tộc mình. Lê Trường Giang không trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ nói, hãy chú ý những động tĩnh lạ xung quanh. Lê Sao Khuê dán mắt vào chiếc điện thoại di động đã kết thúc cuộc gọi và rơi vào trầm tư. Người đại diện biết cô ta là cô chiêu nhà họ Lê nên không dám giỏng tai nghe khi cô ta nói chuyện điện thoại. Lê Sao Khuê cất điện thoại di động, nói với người đại diện của mình, có thể cho thêm một vài địa điểm gần thành phố Hạ Dương vào lịch trình đã sắp xếp của tôi không? Người đại diện hiểu ý cô ta, lập tức gật đầu, công ty Vân Diệu. Chủ tịch Phạm, người của tòa án thành phố Hạ Dương đã đến chậm một bước, ngôi sao nam đó đã bị đưa đi. Phạm Thanh Tâm sửng sốt, người của cơ quan bí ẩn mà anh nhắc tới đã đưa anh ta đi sao? La Úc Niên gật đầu, bầu không khí trong văn phòng bỗng trở nên yên lặng. Chủ tịch, bây giờ chỉ có thể bỏ qua vụ này. Dù sao, người bị cơ quan đó bắt đi cũng sẽ có kết cục rất thê thảm. Hồng Mộc Cẩm đã tìm hiểu về cơ quan chấp pháp này và biết một vài điều về họ. Không cần phải điều tra cũng biết được rằng người bị cơ quan đó sờ gáy sẽ chẳng có kết cục tốt lành. Chỉ cần trận phong ba này lắng xuống, anh ta có bị đưa đi đâu cũng không quan trọng. Chủ tịch còn muốn xử lý những người hâm mộ kia nữa không? Hồng Mộc Cẩm đẩy gọng kính trên sống mũi và hỏi. Phạm Thanh Tâm gật đầu, nếu có thể xử lý được thì cứ xử lý đi. Đám fan của Thừa Hạc Văn quá ghê gớm, cũng nên chấn chỉnh bọn họ một phen để an toàn hơn. Trần Diệp Vi ngồi trên một trà cây trong công viên nhỏ, giơ con dao găm lên, nắm chặt trong tay, bóp mạnh một cái. Sau tiếng rắc giòn tan, con dao được làm bằng vật liệu cứng trong tay cô bị bóp nát thành từng mảnh. Lúc này, trong lòng bàn tay cô xuất hiện một chiếc kén tằm màu xanh tím. Một con sâu nhỏ nhanh chóng chui ra khỏi chiếc kén, đang định cắn vào cổ tay trắng nõn của cô thì một luồng lực mạnh mẽ toát ra từ lòng bàn tay, khiến con sâu đập vào cành cây nát bét, chất dịch văng tung tóe lên cành cây, rồi từ từ nhỏ xuống, trông hơi bẩn. Mèo. Con mèo đen nhảy ra từ màn xương đen, hòa làm một với làn khói đen bay ra từ con sâu. Sau đó trở lại bên chân Trần Diệp Vi, biến mất không còn dấu vết. Trần Diệp Vi từ trên cây nhảy xuống đất một cách vững vàng, hai tay đút trong túi quần. Những người đi ngang qua công viên không kìm được mà đưa mắt nhìn cô. Trần Diệp Vi ngáp một cái, xách cặp đi ra đường lớn. Mẹ, đó là bạn của anh trai con đấy. Ngụy Giai Mẫn khoác tay Tả Văn, chỉ vào Trần Diệp Vi vừa đi ngang qua. Tả Văn nhìn ra ngoài và nhận ra cô. Bà ta nhăn mày, nói với giọng khinh thường. Tiểu Mẫn cũng biết con bé đó à? Lần trước, nó đụng vào mẹ làm rơi túi sách của mẹ mà không buồn xin lỗi. Sau đó, nó lại giả vờ thân thiết với anh trai con, vừa nhìn đã biết là loại con gái không đàng hoàng. Ngụy Giai Mẫn mỉm cười, nó là người nhà họ Trần đấy mẹ ạ. Tả Văn thoáng kinh ngạc, nhà họ Trần. Sao người nhà họ Trần lại ở đây? Mẹ quên rồi à, chẳng phải nhà họ Trần có một thiên kim bị bệnh đã trở về huyện Đông Lâm ư? Trước kia đã có người nhắc tới rồi đấy. Tả Văn ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, mẹ chưa bao giờ nghe nói về chuyện này. Một gia tộc lớn có rất nhiều thành viên, họ chỉ nghe nói đến những người xuất sắc hoặc hư hỏng đến mức nổi bật mà thôi. Chuyện Trần Diệp Vi đầu óc chậm phát triển được coi là việc xấu trong gia đình của nhà họ Trần. Nói cách khác,
ba gia tộc lớn ở thành phố Hạ Dương mới là người biết rõ nhất, những gia tộc nhỏ chỉ nghe nói đến, nhưng không bận tâm cho lắm. Con nghe đồn là đầu óc nó có vấn đề, ngay cả nhà họ Lê cũng bó tay. Từ khi sinh ra nó đã như vậy, cho nên nó mới bị đuổi ra khỏi nhà. Thảo nào nó cứ quấn lấy anh trai con, Tả Văn nói với vẻ mặt coi thường. Cho dù là người nhà họ Trần, nhưng đầu óc ngu ngốc thì cũng không xứng với con trai bà ta. Bà ta nghĩ thầm, đã bị đuổi ra khỏi nhà mà còn muốn trèo cao, bám lấy nhà họ Ngụy, sao không tự nhìn lại xem mình là ai. Bà ta càng ghét Trần Diệp Vi hơn. Ngụy Giai Mẫn đã nhìn ra thái độ của bà ta, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mặc dù cô ta quên mất chuyện xảy ra khi đó, nhưng vẫn nhớ như in việc mình đã gặp Trần Diệp Vi lúc trước. Ngụy Giai Mẫn vừa nhìn đã nhận ra anh trai mình đối xử rất khác biệt với cô. Mẹ ơi, Trần Diệp Vi là bạn của anh trai con, chúng ta nên thân thiện với nó, kẻo làm anh trai con tức giận đấy. Tả Văn cau mặt, nó quấn lấy anh trai con mà mẹ còn phải hòa nhã thân thiện với nó ư? Tiểu Mẫn, con mềm lòng quá đấy, sau này ra ngoài xã hội sẽ rất dễ bị thiệt thòi. Mẹ đã gặp nhiều người bất tài vô tích sự bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà như nó rồi. Nó muốn bám vào nhà họ Ngụy để leo lên đây mà. Không có chỗ đứng trong gia tộc lớn nên phải tìm đường ra phù hợp hơn. Bà ta đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy. Tả Văn tự nhủ, phải để mắt đến con trai mình mới được. Cô con gái này của nhà họ Trần tuy vô dụng nhưng lại có vẻ ngoài rất xinh đẹp. Các thiếu niên dễ bị vẻ ngoài đánh lừa. Nếu không trông chừng con trai nhà mình cẩn thận, chúng có thể bị loại yêu tinh ấy bắt mất hồn bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, có khi Ngụy Thái Phong còn không nhận người mẹ là bà ta ấy chứ. Ngụy Giai Mẫn cụp mắt, giả vờ xấu hổ. Tả Văn vỗ nhẹ mu bàn tay cô ta, dịu dàng nói, hôm nay người nhà họ Hoàng đã đến đây và được bố trí nghỉ ngơi ở nhà họ Ngụy tại huyện Đông Lâm. Con tạm thời đừng trở lại thành phố Hạ Dương, cứ ở lại đây một thời gian, vừa dưỡng thương vừa tiếp xúc với họ. Có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với con cháu nhà họ Hoàng ở thủ đô là một việc tốt không còn gì bằng. Ngụy Giai Mẫn cúi đầu, con sẽ hòa thuận với họ. Tả Văn mỉm cười vui vẻ, nếu hợp nhau thì sau này con sẽ có cơ hội bước chân vào nhà họ Hoàng, trở thành thành viên của gia tộc đó. Nghe xong, sao Ngụy Giai Mẫn còn không hiểu kế hoạch của bà ta cơ chứ? Cô ta không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ thẹn thùng rũ mắt. Trong trường học rất yên bình, nhưng bên ngoài lại luôn có những mối nguy hiểm rình rập đang đến gần. Sau giờ tự học buổi tối, Trần Diệp Vi đi tới gần trường tiểu học Đông Lâm. Cô đi nửa vòng phía sau trường, rồi bất chợt nhảy lên nóc một tòa nhà, từ trên cao nhìn xuống và nhìn thấy một bóng đen ở lối vào một con ngõ. Cô nhảy lên không trung, lướt qua cửa sổ có một học sinh tiểu học đang làm bài tập, khiến cậu bé sợ chết khiếp. Ngay khi chân vừa chạm đất, cô bèn ném con mèo trong tay ra ngoài. Mèo, con mèo đập vào lưng người đàn ông, khiến hắn dừng bước, quay người lại. Người đàn ông mặc áo choàng đen kín mít, chỉ để lộ ra nửa bên mặt. Trần Diệp Vi nhận ra đó là một người phương Tây. Cô khiến tôi khá bất ngờ đấy. Hắn nói tiếng Hoa dở tệ. Trần Diệp Vi đưa tay về phía trước, lòng bàn tay úp xuống, ấn nhẹ một cái. Người đàn ông dường như bị một lực lượng nào đó kéo lại, lập tức ngã sấp mặt, trên mặt đất liền xuất hiện nhiều vết nứt, khiến hắn cả kinh. Cô là ai? Trần Diệp Vi đi tới trước mặt hắn, ánh mắt trịch thượng, dùng ma thuật với người nhà của tôi. Người phương Tây các anh muốn làm gì? Người đàn ông rất đỗi ngạc nhiên, cô biết cả những thứ đó ư? Vậy, cô bé đó, đồ vật của anh này, cô ném lưỡi dao găm bị gãy xuống trước mặt hắn. Hai mắt hắn trợn trừng, miệng liên tục hét lên, không thể nào, không thể có chuyện đó được. Sao cô phá hủy được nó? Không có sức mạnh nào có thể phá hủy con dao ấy. Rốt cuộc cô đã làm thế nào? Hắn đã đụng phải nhân vật gì đây? Không, phải nói là quái vật mới đúng. Anh làm theo lệnh của ai? Một người Hoa Hạ họ Ngụy, người phương Tây không giữ bí mật về chủ nhân của mình. Tất nhiên, Ngụy Giai Mẫn không phải chủ nhân của hắn. Có điều, tâm trạng vui vẻ thì hắn sẽ làm một vài thí nghiệm trên người Hoa Hạ theo ý của cô ta. Người mặc áo choàng đen bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên. Hắn kinh ngạc và sợ hãi nhìn Trần Diệp Vi. Có điều, từ đầu chí cuối, cô không hề ra đòn, chẳng qua chỉ khẽ nhấc tay một cái đã túm hắn lên và đập xuống đất. Đến giờ hắn vẫn cảm thấy đau nhức xương cốt toàn thân. Rốt cuộc cô là ai? Chẳng lẽ cô cũng học ma thuật từ chỗ chúng tôi? Quả thật đã từng luyện ma thuật, cô lạnh nhạt đáp với vẻ mặt vô cảm. Không, đây không phải là ma thuật, lẽ nào là một loại năng lực sấm sét? Hình như cũng không phải. Thiếu nữ lặng lẽ đứng đó, khiến hắn có cảm giác lạnh thấu xương đầy áp lực chưa từng có. Nếu không phải vì vấn đề chủng tộc, hắn đã không thể kiểm soát được đầu gối run rẩy của mình, nên rất nóng lòng muốn biết cô vừa sử dụng năng lực gì.
nếu cô có thể phá hủy ma thuật của tôi thì đó nhất định là tiên thuật. Trông hắn giống một kẻ ngớ ngẩn lắm sao? Trên đời này không có thần tiên, muốn chết như thế nào? Giọng điệu của cô gái không giống đang nói đùa, cô thật sự muốn giết hắn. Sắc mặt người đàn ông tái mét, hắn biết rằng cô gái này có năng lực vỗ chết mình chỉ bằng một chưởng. Hắn thức thời quỳ phịch xuống trước mặt Trần Diệp Vi, tiên nữ tôn quý, tôi sai rồi, xin tiên nữ giơ chân đá khẽ, tha cho tôi một mạng, chỉ cần tiên nữ tha cho tôi nguyện làm thần sấm. Hắn đã nói ra tất cả vốn tiếng Hoa có thể nhớ được. Trần Diệp Vi im lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự chết chóc. Là giơ cao đánh khẽ và làm thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Vâng, tôi nhất định sẽ làm sét đánh. Trần Diệp Vi mím môi, giơ tay lên, vỗ một chưởng, khiến hắn bất tỉnh rồi vẫy tay một cái. Con mèo đen đang thích thú xem kịch hay bèn nhảy tới, nhổ ra một con sâu đen ghê tởm. Con sâu bò vào miệng người đàn ông rồi biến mất. Trong bóng đêm, một bóng dáng mảnh mai đứng lặng yên trên nóc tòa nhà cao tầng nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Huyện Đông Lâm cũng rất sôi động về đêm. Trong khu biệt thự trên con dốc cách tòa nhà không xa, Ngụy Thái Phong đang sắp xếp phòng cho một số con em nhà họ Hoàng. Những người đến đều là nam giới, nên cậu bố trí cho họ ở cùng một chỗ. Hôm nay Ngụy Giai Mẫn trở về, sau khi nằm viện mấy ngày, cô ta không dám ở lại chơi với bọn họ quá muộn mà về phòng sớm. Lúc nhận được tin nhắn điện thoại, cô ta hơi cau mày khi tin nhắn là do người đó gửi. Một lát sau, cô ta ra ngoài, đi đến trước cổng biệt thự, đang định nhìn xung quanh thì một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện khiến cô ta giật mình. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông và chiếc áo choàng màu đen của hắn, Ngụy Giai Mẫn sầm mặt, sao anh lại đến tìm tôi vào giờ này? Hắn không sợ bị phát hiện sao? Người đàn ông nhìn chằm vào cô ta với ánh mắt kỳ quái mà không nói lời nào. Trần Diệp Vi đứng trên rìa tòa nhà, giơ tay nắm lấy trong không trung. Người đàn ông trước mặt Ngụy Giai Mẫn liền cử động. Hắn có ý thức, nhưng ý chí đã bị khống chế. Một số con côn trùng màu đen bò ra khỏi chiếc áo choàng. Mặt Ngụy Giai Mẫn biến sắc, anh đang tấn công tôi đấy, anh có biết không? Cô ta chưa nói xong, côn trùng đã xâm nhập vào cơ thể, khống chế cô ta, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Giống như người đàn ông mặc áo choàng đen, biết rõ mình đang làm gì, tuy nhiên không cách nào kiểm soát được hành vi của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta hét lên, song lại không thể nhúc nhích. Sau đó, cô ta giơ tay tự tát mình mấy cái, miệng vẫn gào thét như một kẻ điên. Người đàn ông nhìn Ngụy Giai Mẫn đầy thông cảm. Hắn cũng không thể kiểm soát được bản thân, mọi hành động đều bị khống chế nên không có cách nào. Ngụy Giai Mẫn có thể mở miệng nói chuyện còn hắn thậm chí không thể lên tiếng. Hắn biết ai đã làm tất cả những chuyện này, chính là cô gái đáng sợ đó. Ngụy Giai Mẫn đứng ngoài cổng, liên tục và bông bốp vào mặt mình, còn người đàn ông thì đứng đối diện. Người nhà họ Ngụy nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem. Tả Văn đang khoác áo đứng ở cửa, nghe rõ tiếng kêu của con gái mình, bèn sợ hãi chạy ra. Tiểu Mẫn, con sao vậy? Mẹ, con không thể kiểm soát được hành động của mình. Có người đã hạ trùng cổ với con, cô ta chỉ có thể nói là bị hạ cổ, không thể nói là ma thuật. Ngụy Thái Phong kinh ngạc đứng nhìn Ngụy Giai Mẫn đang khóc lóc với vẻ mặt khó coi. Khuôn mặt trắng trẻo đã bị và sưng vù, không hề nương tay với bản thân mình. Đừng đánh nữa, Tiểu Mẫn, đừng đánh nữa con ơi. Tả Văn muốn giữ tay con gái, nhưng lại bị cô ta đẩy mạnh ra, sau đó tiếp tục tát vào mặt mình. Bà ta ngăn cản thế nào cũng vô ích. Ngụy Giai Mẫn gào khóc, mẹ ơi, mẹ mau gọi điện cho mợ đi. Đúng rồi, gọi điện cho mợ con nhất định sẽ có cách. Nói đoạn, bà ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Lư Thu Hương. Alo, Thu Hương à, mau đến cứu Tiểu Mẫn, nhà họ Lư ở thành phố Hạ Dương. Lư Thu Hương vừa vào nhà nói chuyện với các chú bác nhà mình về tình hình của ông cụ Lư ở huyện Đông Lâm thì nhận được cuộc gọi từ Tả Văn. Bà biết rõ tính tình của em chồng mình, chắc chắn lại có việc gì đó. Quả nhiên, Lư Thu Hương vừa bắt máy liền nghe thấy tiếng kêu cứu của Tả Văn. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, Lư Thu Hương kết luận rằng Ngụy Giai Mẫn bị trúng cổ và bị thao túng. Có biết người đó là ai không? Tiểu Mẫn nói rằng đó là một người phương Tây mặc áo đen. Chị Thu Hương, phải làm thế nào bây giờ? Mặt Tiểu Mẫn đã sưng hết cả lên rồi. Lư Thu Hương khẽ cau mày, nghe những gì em miêu tả thì hình như là ma thuật của phương Tây. Ma thuật? Trên đời này thật sự có ma thuật sao? Tôi sẽ đi đến đó ngay trong đêm, tạm thời đừng động vào con bé. Nói đoạn, Lư Thu Hương cúp máy, tức tốc rời khỏi thành phố ngay. Dưới ánh đèn đêm, Trần Diệp Vi vung tay một cái, Ngụy Giai Mẫn đứng ngoài cổng biệt thự liền nôn ra rất nhiều máu đen, trông giống như tình trạng do ma thuật phương Tây gây ra. Ngụy Thái Phong đã sợ khiếp vía,
loại chuyện quỷ quái này vậy mà lại thật sự xảy ra trong thực tế. Mặc dù cậu đã biết từ lâu rằng nó tồn tại trên thế giới này. Có điều, khi hiện thực rành rành trước mặt thì lại là một câu chuyện khác. Ngụy Giai Mẫn ngã xuống. Tiểu Mẫn, một tiếng hét vang lên. Trần Diệp Vi xoay người đi xuống lầu. Lúc này, người phương Tây mặc áo choàng đen đang nôn ra thứ bẩn thỉu ở trong góc. Hắn biết đây là sự trừng phạt mà Trần Diệp Vi dành cho mình. Cô sẽ không lấy đi tính mạng hắn ngay lập tức. Đặng Xuân Liên xuất viện. Mọi người đều biết rõ tình trạng liệt nửa người của bà ta. Từ giờ trở đi, mọi sinh hoạt đều cần người khác chăm sóc. Phạm Thanh Tâm ra khỏi công ty Vân Diệu, chạy đến nhà họ Phạm một chuyến, hơn nửa đêm mới trở về biệt thự. Khi vào nhà, thấy đèn tầng 2 vẫn sáng, bà đi lên gõ cửa. Tiểu Vi, con vẫn chưa đi ngủ à? Lại chơi máy tính hả? Ngày mai còn phải đi học đấy, đừng ngủ muộn quá nhé. Cửa phòng mở ra cùng với mùi thuốc thoang thoảng. Phạm Thanh Tâm nhìn vào bên trong, thấy cách bài trí vẫn như cũ, không có gì khác thường, chỉ có mùi thuốc dịu dịu trong không khí. Bà ngoại con xuất viện rồi, mẹ phải chăm sóc bà một tuần. Ngày mai mẹ thu xếp chỗ ở cho bà nên không chuẩn bị bữa sáng được, con mua đồ ăn sáng bên ngoài nhé. Vâng, sáng mai sắp xếp xong xuôi, buổi trưa đến nhà bác hai của con nấu một bữa thật ngon. Vâng, bà nói tiếp, Tiểu Vi, mẹ đã nhờ La Úc Niên xử lý chuyện trên mạng. Bằng chứng đã được tung lên mạng, mọi người đã biết là con không lấy giải lụa, còn sao nam kia đã bị tòa án dẫn đi, chắc sau này sẽ không xuất hiện ở huyện Đông Lâm nữa. Tốt lắm, Trần Diệp Vi khen cách giải quyết vấn đề của mẹ mình, nhớ lại hình ảnh thoáng qua mà giải lụa mang đến cho cô. Cô mím môi, thầm nghĩ, giải lụa đó chắc chắn không phải của gã họ Thừa. Trương Tú Oanh đợi nhiều ngày vẫn không thấy bác cháu Trần Diệp Vi tới mua nhà nên có phần nôn nóng. Chẳng phải họ nói là mấy ngày nữa sẽ đến xem ư? Nhân viên kia đã nói như vậy, vì thế cô ta cho rằng họ nhất định sẽ quay lại. Trương Tú Oanh không đợi được nữa bèn đến gặp Trương Kiều Thanh. Chị đến tìm em có chuyện gì à? Sắp tới kỳ thi tuyển sinh trung học, nên dù đang là giờ nghỉ trưa Trương Kiều Thanh vẫn phải trở lại trường làm thêm nhiều bộ đề thi. Lúc trước bị một đứa thiểu năng vượt mặt nên cô ta đã rất bực, bây giờ lại bị chị gái tới làm phiền. Thấy em gái mất kiên nhẫn, Trương Tú Oanh khẽ cau mày nói, mấy ngày trước, bạn học của em nói là muốn mua nhà. Chị chỉ muốn hỏi xem nó còn có ý định mua nhà nữa hay không, bảo nó tranh thủ mua đi, chị là nhân viên ở đó nên sẽ có giá nội bộ. Bạn học nào? Trương Kiều Thanh khó hiểu, là con bé đầu óc có vấn đề, còn chơi nhà họ Trương chúng ta mất một mớ tiền đấy. Chị đang nói Trần Diệp Vi sao, nó lại muốn mua nhà à? Cô lấy tiền ở đâu để mua? Chắc chắn là tiền của nhà họ Trương rồi. Sắc mặt Trương Kiều Thanh liền thay đổi, là con bé đó. Cô ta lấy tiền bồi thường của nhà họ Trương chúng ta để mua nhà. Trương Kiều Thanh tức không để đâu cho hết. Trương Tú Oanh cười khẩy, chứ còn gì nữa, em bảo nó mau chóng đến chỗ chị mua nhà. Lần này có thể báo thù được hay không đều phụ thuộc cả vào em đấy. Trong cửa hàng sập sệ, ông cụ Lưu ngẩn người nhìn chiếc túi. Quả cầu lưu trữ của ông ta đã bị vỡ không thể sửa được nữa. Bố ơi! Lưu Thu Hương đột nhiên xuất hiện khiến ông ta giật mình nắm chặt chiếc túi trong tay. Có chuyện gì? Làm bố hết hồn. Bố, xảy ra chuyện không hay rồi. Tiểu Mẫn bị phù thủy phương Tây giở trò. Con vừa đến nhà họ Ngụy xem tình trạng của con bé thì thấy rất nghiêm trọng. Nó nôn mửa rồi ngất đi, sau đó còn liên tục tát vào mặt mình. Nghe xong ông cụ Lư sững sờ trong giây lát, rồi hớn hở nói, thật sự có chuyện tốt như vậy. Khụ, chuyện xấu như vậy sao, con đưa bố đến đó xem thế nào. Lư Thu Hương cạn lời. Trong căn nhà đi thuê của gia đình Phạm Bách Thạch, Trần Diệp Vi đưa cho Phạm Thu Sương viên thuốc. Chị ơi, đây là gì vậy? Kẹo, em cảm ơn chị. Em cũng có kẹo cho chị đấy. Cô bé lấy ra một viên kẹo màu hồng từ trong chiếc lọ nhỏ. Trần Diệp Vi nhìn viên kẹo, khẽ nhếch miệng. Kẹo này ngon lắm, chị ăn thử đi. Cảm ơn em. Phạm Thu Sương cười tít mắt, nhìn cô bóc kẹo ăn. Sau đó cũng bỏ những viên thuốc màu đen mà cô vừa cho vào miệng. Ôi, hơi đắng. Cô bé bị trúng thứ không sạch sẽ, cần phải thanh tẩy. Được lắm, có kẹo không cho anh mà chỉ biết cho chị Trần Diệp Vi hả? Phạm Nhật Nam chơi bóng rổ trở về, trên người đầy mồ hôi nên có mùi hơi khó chịu. Phạm Thu Sương đẩy cậu ra, hôi quá, anh tránh xa em ra. Giỏi nhỉ, bây giờ còn dám chê anh trai mình. Phạm Nhật Nam đùa dai, kéo áo dí sát vào mũi cô bé. Phạm Thu Sương tức tối đuổi đánh cậu. Tiếng cười đùa vui vẻ của hai đứa trẻ bỗng chốc tràn ngập khắp căn nhà. Trần Diệp Vi vừa ăn kẹo vừa nhìn hai anh em họ chí chóe. Hai đứa mấy tuổi rồi mà còn đùa nghịch trong nhà. Tiểu Nam, con mau đi tắm rồi ăn cơm. Hà Yến San và Phạm Thanh Tâm mệt mỏi trở về.
Họ đi tìm chỗ cho Đặng Xuân Liên hơn nửa ngày trời, còn thuê một điều dưỡng chăm sóc bà ta, đã mệt mỏi đến mức không còn sức để quan tâm đến hai đứa trẻ nghịch ngợm này. Đương nhiên là Đặng Xuân Liên ầm ĩ phản đối suốt dọc đường, nhưng Phạm Thanh Tâm kiên quyết đưa bà ta vào phòng trống, sau đó thuê người chăm nom rồi đi về. Nếu là trước đây, bà sẽ không làm như vậy. Hôm nay Hà Yến San đã được nhìn thấy mặt cứng rắn của em gái chồng mình. Trước đây dẫn theo Trần Diệp Vi, Phạm Thanh Tâm không gặp vấn này cũng gặp vấn đề kia, lại càng không dám rời khỏi nhà họ Phạm. Lần này trở về, vợ chồng Hà Yến San thấy tình trạng của Trần Diệp Vi đã khá hơn, mọi chuyện cũng có chuyển biến tốt. Buổi chiều, nhà họ Ngụy, ông cụ Lư lắc đầu đi ra khỏi phòng Ngụy Giai Mẫn. Ông Tả Văn vừa định lên tiếng, ông cụ Lư đã giơ tay ra hiệu cho bà ta im lặng. Bố, tình hình con bé sao rồi ạ? Không phát hiện thứ gì giống như vật trung gian, điều đó có nghĩa là thứ này rất có thể đã ngấm vào xương cốt, rất khó loại bỏ. Năng lực khống chế của đối phương rất mạnh, ở phương Tây chỉ có phù thủy cấp độ bạch kim mới có thể làm được việc này. Ở trong nước không có cao thủ am hiểu trùng độc nào giải quyết được đâu. Ông già chau mày, nhưng thật ra đang mừng thầm, cuối cùng ông ta cũng gặp được một nhân vật khó chơi. Kể ra cũng rất đáng giá, nhất định phải mở mang kiến thức một phen. Tả Văn không biết ông cụ đang suy tính điều gì, thấy ông ta nhíu mày, lòng bà ta cũng trùng xuống. Nếu cứ để Ngụy Giai Mẫn tiếp tục tự vả mặt thế này, chẳng mấy chốc sẽ tự đánh chết mình. Cứ tưởng đánh ngất cô ta là đã thoát được kiếp nạn, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản vậy. Mặc dù đã ngất đi, song cô ta vẫn tự đánh mình. Loại ma thuật này thật độc ác, chẳng lẽ cứ để Tiểu Mẫn tự đánh chết mình ư? Tả Văn đứng ở ngoài vẫn nghe thấy tiếng bốp bốp ở trong phòng. Mỗi một tiếng bạt tai đều như thể đang đánh vào ngực bà ta, cảm giác khó chịu khôn tả. Bố con tôi cũng bó tay hết cách rồi, phải mời nhà họ Lê thôi. Nhà họ Lê làm sao chịu đến chữa trị cho nhà họ Ngụy chúng ta được. Từ sau chuyện đó, hai nhà đã trở mặt thành thù. Tả Văn nhìn Lư Thu Hương nói, chị Thu Hương, em biết chị chắc chắn sẽ có cách mà, chị mau tìm cách giúp em đi. Bình thường Tiểu Mẫn rất thân thiết với chị, còn gọi chị là mợ, chị không thể thấy chết mà không cứu được. Lư Thu Hương nhìn bố mình, ông cụ Lư nói, ca này hơi khó trị. Hơi khó trị chứ không phải là không thể chữa trị. Tả Văn nghe vậy hai mắt lập tức sáng lên, chị Thu Hương, chị cứu Tiểu Mẫn đi mà. Để tôi thảo luận với bố tôi một lát, mọi người đi trông Tiểu Mẫn đi. Lư Thu Hương không biết ông cụ Lư có ý đồ gì. Bà chỉ tay ra ngoài, sau đó hai bố con họ đi ra khỏi phòng. Lư Thu Hương hỏi thẳng, bố, tình trạng của Tiểu Mẫn hoàn toàn không có cách chữa trị. Bố nói những lời như vậy chẳng khác nào gieo hy vọng cho họ rồi lại dập tắt. Có thể kiểm soát được tình hình, ông cụ Lư nói. Nhưng cách này có thể khiến bố mất nửa cái mạng đấy. Bà không thể lấy tính mạng của bố mình ra đùa chỉ để cứu Ngụy Giai Mẫn được. Cho dù quan hệ giữa bà và Ngụy Giai Mẫn rất tốt, không chết được đâu, chỉ tổn hại chút nguyên khí thôi. Để con làm cho. Con còn chưa hồi phục, chuyện này cứ để bố làm là được. Ông cụ Lư xua tay, xoay người đi vào trong nhà. Lư Thu Hương đi theo sau, mèo, con mèo đen hiện hình, đi lướt qua hành lang. Các học sinh trong lớp cũng không nghe rõ âm thanh đó là gì. Trong trường có tiếng mèo kêu là điều bình thường nên mọi người không mấy để ý. Trần Diệp Vi nhìn ra ngoài. Có người đã chữa trị cho Ngụy Giai Mẫn. Trần Diệp Vi. Giáo viên Thạch Quân Ngôn dạy tiếng Anh cất tiếng gọi Trần Diệp Vi và lạnh lùng nhìn cô. Cô nhướng mắt. Thạch Quân Ngôn cảm thấy mình đang bị học sinh coi thường. Bèn chỉ vào bảng đen, nghiêm giọng nói. Em lên bảng làm câu này đi. Đó là một câu hỏi tiếng Anh. Tuy không khó lắm, học sinh khá giỏi trong lớp đều làm được, nhưng lại là làm khó cho Trần Diệp Vi. Mọi người tự động gạt tên người đứng đầu trong kỳ thi thử lần hai sang một bên. Trần Diệp Vi uể oải đứng dậy, đi lên bục giảng, cầm lấy viên phấn. Đỗ Tuấn Kiệt đang tập trung giải đề thì nghe thấy giáo viên gọi Trần Diệp Vi lên bảng, thế là vô thức ngẩng đầu nhìn. Ánh nắng rọi qua cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng của cô nhuốm vẻ dịu dàng, khiến cậu nhất thời không thể rời mắt. Từng nét chữ của Trần Diệp Vi viết lên bảng đen đẹp như in, hơn xa chữ viết của Thạch Quân Ngôn. Không cần biết đáp án đúng hay sai, chỉ cần nhìn dòng chữ đã cảm thấy rất dễ chịu. Thạch Quân Ngôn có cảm giác như bị vả vào mặt, một giáo viên lâu năm mà lại thua một học sinh lớp 9. Anh ta cảm thấy xấu hổ không thể tả khi so sánh chữ viết của Trần Diệp Vi với chữ viết của mình. Lại thêm phản ứng của các học sinh bên dưới, viên phấn trong tay Thạch Quân Ngôn gần như bị bóp nát. Hình như em Trần Diệp Vi đã luyện tập viết chữ ở nhà, chữ viết rất đẹp. Sau lời khen của giáo viên, các học sinh bên dưới đều nhìn Trần Diệp Vi với ánh mắt kỳ lạ. Cô ném viên phấn vào hộp rồi đi về chỗ. Được rồi, chúng ta cùng xem đáp án của bạn Trần Diệp Vi nào.
dù đúng hay sai nhưng có thể mạnh dạn viết ra đáp án đã rất dũng cảm rồi. Thầy sẽ sửa bài cho em. Thạch Quân Ngôn chưa nói xong đã dừng lại. Đó là một đáp án đúng, thậm chí còn xuất sắc hơn cả mong đợi. Anh ta lật xem đáp án chuẩn nhất, hơi cau mày khi đối chiếu với câu trả lời của Trần Diệp Vi thì thấy đáp án của cô còn hay hơn. Cô đã chép đáp án này ở đâu? Lúc trước, cô đạt điểm tối đa môn tiếng Anh trong kỳ thi thử lần 2, anh ta đã rất nghi ngờ. Bây giờ cô trực tiếp lên bảng làm bài, anh ta vẫn hoài nghi. Đáp án của bạn Trần Diệp Vi rất chính xác. Gần đây cũng rất chăm chỉ học tập, hy vọng em sẽ tiếp tục phát huy. Sau đó, Thạch Quân Ngôn không nói thêm gì nữa. Nhà họ Ngụy, mấy con em của chi thứ nhà họ Hoàng đang ngồi trên những chiếc ghế mây, ăn sáng ngoài trời. Có lẽ họ đã biết ít nhiều về chuyện xảy ra ở nhà họ Ngụy tối qua. Con gái nuôi nhà họ Ngụy đột nhiên phát bệnh, tự đánh chính mình. Cứ tưởng rằng cô ta là người bình thường, hóa ra là bị thần kinh. Chúng ta đến nhà họ Ngụy mà bị bỏ mặc thế này, bọn họ hơi quá đáng thì phải. Có một người cầu nhàu, những người khác liền hùa theo. Đúng vậy. Dù sao họ cũng là con cháu nhà họ Hoàng nổi tiếng thủ đô, nhà họ Ngụy dám đối xử lạnh nhạt với họ như này, đúng là đang khinh thường họ. Hoàng Kiến Quân nhíu mày nói, chúng ta chỉ ở đây mấy ngày, sẽ trở về thủ đô sớm thôi. Nhà họ Ngụy đột nhiên xảy ra chuyện, cũng không thể trách người ta được. Dù vậy cũng không nên ngó lơ chúng ta chứ. Kiến Quân, người nhà dặn chúng ta đi dạo xung quanh. Ánh mắt của Hoàng Kiến Quân hơi lóe lên, lại nói, cứ bình tĩnh, không vội. Đừng tưởng rằng anh ta không biết những người trong gia tộc bảo họ đến đây là có mục đích gì. Địa vị của Hoàng Mạnh Phàm ở nhà họ Hoàng trông có vẻ thấp kém, nhưng thủ đoạn lại rất tàn ác. Ai trêu chọc anh thì sẽ gặp xui xẻo. Trên người anh có một loại sát khí khiến ai va vào cũng phải chảy ra chóc vẩy. Trước khi đến huyện Đông Lâm, Hoàng Kiến Quân đã được gia đình cảnh cáo rằng cố gắng tránh gây phiền phức nhất có thể. Tuy nhiên, vẫn phải dò la một chút về Hoàng Mạnh Phàm, để khi trở về thủ đô còn có cái để báo cáo. Sao lại không vội? Chúng ta đến đây đã một tuần rồi, cũng phải đi dạo một vòng làm quen với địa hình chứ. Hoàng Kiến Quân suy nghĩ một lát, cảm thấy đề nghị này không tồi. Tạm thời đã kiểm soát được tình hình, mau gọi bác sĩ đến xem vết thương của con bé đi. Ông cụ Lư thở phào một hơi yếu ớt, sau đó được Lư Thu Hương dìu ra ngoài. Tả Văn rối rít cảm ơn rồi nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ gia đình. Lư Thu Hương đỡ bố mình ngồi lên sofa trong phòng khách tầng 2. Bố cảm thấy thế nào rồi? Có cần con tiêm cho bố 2 mũi không? Nhà họ Lư cũng hành nghề y, nhưng khác với nhà họ Lê ở chỗ là họ chuyên về y học hiện đại. Để con tiêm 2 mũi thì bộ xương già của bố cũng vứt đi luôn. Có người đáng gờm như thế xuất hiện ở huyện Đông Lâm, tình hình có vẻ không ổn. Ông cụ Lư cảm thấy sắp có một trận bão khổng lồ. Đó là cảm giác không lành. Để con đỡ bố vào phòng nghỉ ngơi, bố còn phải trở về trông cửa hàng. Đã là lúc nào rồi mà bố còn để ý đến cái cửa hàng tồi tàn đó nữa? Lư Thu Hương thật sự không còn gì để nói. Con không hiểu đâu, bà thật sự không hiểu. Ông cụ Lư trầm ngâm một lúc rồi nói, nhất định phải nói cho các gia tộc biết chuyện này. Lư Thu Hương nhăn mày, tuy không muốn liên lạc với mấy gia tộc đó nhưng vẫn gật đầu. Quả thực rất nguy hiểm khi xuất hiện người như vậy ở Hoa Hạ. Không thể xem thường phù thủy phương Tây được, để con liên lạc với họ. Ông cụ Lư hơi lo lắng, con có thể làm được việc này không? Lư Thu Hương cười nhạt, chẳng qua là nói với họ vài câu thôi mà. Lư Thu Hương bà chưa từng ngán ai bao giờ. Một đĩa cơm chiên trứng đặt trước mặt cô gái, người đàn ông thản nhiên cởi tạp dề ra và nói, nào ngồi xuống nếm thử tay nghề của anh đi. Anh đây đã nói chuyện với ông chủ, đích thân vào bếp nấu cho nhóc đấy. Trần Diệp Vi không ngờ rằng Hoàng Mạnh Phàm lại tự mình xuống bếp. Gã yêu nghiệt này thật biết cách khiến người ta bất ngờ. Đĩa cơm chiên thơm nức mũi, chắc hẳn cũng rất ngon. Sau khi ăn 2 thìa, cô cảm thấy quả nhiên là mỹ vị nhân gian. Hoàng Mạnh Phàm ngồi xuống, hỏi, mùi vị thế nào? Rất ngon, yêu nghiệt lại nở nụ cười, khiến xung quanh càng sáng bừng hơn. Còn nhiều lắm, nhóc cứ ăn thoải mái. Vâng. Trần Diệp Vi vừa ăn vừa hỏi, lần sau anh có thể nấu cho tôi ăn nữa được không? Sao thế, mê món cơm chiên của anh đây rồi hả? Ừ, mê cũng vô ích, anh không thích làm việc bếp núc, lỡ như trở thành ông chú béo ú, nhóc Diệp Vi sẽ không mê anh nữa. Trần Diệp Vi không biết phải nói gì. Hoàng Mạnh Phàm lấy điếu thuốc đưa lên miệng, người mùi thuốc lá mới cảm thấy dễ chịu, lại nhìn cô ăn uống vui vẻ, anh cũng có cảm giác thành tựu. Tôi đã cho người xử lý chuyện Sao Nam kia rồi, nếu vẫn không được thì sẽ chặn Internet. Cảm ơn anh, Hoàng Mạnh Phàm nói, với anh mà nhóc còn khách khí cảm ơn à. Lần trước đến điện thờ không phát hiện manh mối gì, lần sau đi đến đó tôi sẽ không đưa ông ngoại cô đi cùng nữa. Trần Diệp Vi ngẩng đầu lên, hỏi,
cần tôi đi cùng không? Anh rót cho cô cốc nước, nói thế nào thì đó cũng là điện thờ của nhà họ Phạm, có cô đi cùng sẽ tốt hơn nhiều. Các anh có mục đích gì? Trần Diệp Vi đặt thìa xuống, nhìn thẳng vào Hoàng Mạnh Phàm. Anh thoáng sửng sốt, hả? Anh vào điện thờ để làm gì? Nể mặt xuất cơm chiên, miễn sao không phải là bí kíp cổ võ, cô đều có thể hào phóng cho anh. Chỉ cần về sau anh có thể tiếp tục làm cơm chiên cho cô là được. Tay nghề nấu nướng của anh thật sự rất cừ. Hoàng Mạnh Phàm nhìn cô, bật cười rồi trầm giọng đáp, nhóc nên hỏi nhà họ Trần và nhà Quách muốn gì mới đúng. Anh đây chỉ muốn thế giới hòa bình thôi. Trần Diệp Vi câm nín. Nghe có vẻ giống tuổi trẻ nổi loạn, phải không? Đúng là hơi giống. Ánh mắt Trần Diệp Vi dừng lại ở bộ đồ ngụy trang của anh, dường như hiểu mà lại như không hiểu cho lắm. Mỗi người đều có lý tưởng của mình. Nhóc đang an ủi anh đấy à? Hoàng Mạnh Phàm lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, trong mắt lóe lên một tia hắc ám. Từ xưa đến nay, ở một khía cạnh nào đó thì hòa bình là điều rất khó thực hiện. Đó là lý do tại sao cần những người như đội của anh trên thế giới này. Trần Diệp Vi chăm chú nhìn anh hồi lâu rồi cúi đầu tiếp tục ăn cơm chiên. Hoàng Mạnh Phàm trầm lặng nhìn đĩa cơm đã được ăn hết sạch. Lúc này, Trần Diệp Vi đã rời đi được mấy phút. Điện thoại di động chợt đổ chuông, anh liền bắt máy. Anh Hoàng ơi, đoán xem tôi đã thấy gì nào? Hoàng Mạnh Phàm nheo mắt, hỏi, cậu đã nhìn thấy gì? Là mấy người nhà họ Hoàng. Tôi thề đấy, tôi thật sự không nhìn thấy anh đeo tạp dề chiên cơm cho cô bé ấy đâu. Hoàng Mạnh Phàm cười nhẹ một tiếng. Vũ Hải Đăng im bặt, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng. Gần đây đội kỹ thuật của chúng ta có dự án khâu miệng, cậu có muốn thử không? Vũ Hải Đăng rùng mình, xin anh Hoàng hãy thương xót tấm thân mỏng manh này, chỉ có mình tôi nhìn thấy cảnh đó thôi. À không, tôi không biết gì cả, mấy người đó đang ở đâu? Vũ Hải Đăng lập tức nghiêm túc nói, tôi đã cử người theo dõi họ, mấy thằng danh ấy đến đây coi như là tự nộp mạng. Không biết những người nhà họ Hoàng nghĩ cái gì trong đầu, đừng đánh giá thấp lũ vô dụng đó. Vũ Hải Đăng còn chưa kiêu ngạo đến mức coi trời bằng vung, họ đã được cử đến đây thì đương nhiên là không thể coi thường rồi. Tôi cảm thấy nhà họ Hoàng chỉ muốn kiểm tra xem sát khí của anh có còn hay không, dù sao anh cũng không thể đưa xính lễ với người nhà của mình. Bởi lẽ đó, nhà họ Hoàng mới ngang nhiên như vậy. Hoàng Mạnh Phàm cười khẩy, cứ thử xem. Vũ Hải Đăng nghĩ bụng, anh Hoàng à, như thế không được đâu, sao bỗng nhiên lại hăng hái vậy? Một tiếng sau, mấy người nhà họ Hoàng đã rời đi sau khi thám thính xung quanh một lượt. Vũ Hải Đăng tra ra được vài thứ từ nơi khác, đưa cho Hoàng Mạnh Phàm xem, có lẽ nhà họ Hoàng đang đánh lạc hướng chúng ta. Hoàng Mạnh Phàm nhận lấy tài liệu, trên đó là nội dung một số tin nhắn và cuộc gọi của người nhà họ Hoàng. Mấy thằng danh được cử xuống huyện Đông Lâm chỉ là bia đỡ đạn, người nhà họ Hoàng độc ác thật đấy. Anh định xử lý thế nào? Có cần bảo vệ mấy thằng danh đó không? Vũ Hải Đăng không ngờ rằng nhà họ Hoàng lại làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Để đám con em của Chi Thứ đi thám thính, sau đó phái người đến giết họ rồi giá họa cho Hoàng Mạnh Phàm, hòng hủy hoại danh dự của anh. Bảo vệ họ làm gì? Chẳng lẽ anh định trơ mắt nhìn họ lăn ra chết rồi phải gánh tội này à? Cứ để bọn họ thực hiện kế hoạch của mình đi. Anh không sợ bọn họ đổ tội cho anh sao? Vũ Hải Đăng nghi ngờ anh có kế hoạch riêng. Đưa tin về thủ đô, nói rằng tôi bị thương nặng không gượng dậy nổi. Chẳng phải anh đang ngồi sờ sờ ở đây ư? Bị thương hồi nào? Ngụy tạo vài bằng chứng rồi gửi về thủ đô. Hoàng Mạnh Phàm ném tài liệu chưa xem xong lên bàn, phải để họ tin rằng có người trong gia tộc muốn giết tôi. Vũ Hải Đăng không khỏi phấn khích, được, hê hê, anh Hoàng vẫn là người cao tay nhất, cứ để họ gậy ông đập lưng ông đi. Anh Hoàng quá đỉnh. Hoàng Mạnh Phàm nhìn Vũ Hải Đăng như thể nhìn một kẻ thiểu năng. Khi Lưu Thu Hương tới thành phố Hạ Dương thì trời đã tối. Từ tối hôm qua, bà liên tục chạy ngược chạy xuôi, khuôn mặt sắc sảo hơi bực bội vì thiếu ngủ. Bà gọi điện thoại cho nhà họ Lê, thái độ của họ khiến bà nổi nóng, nhưng vẫn phải nén giận để đi gặp họ. Lưu Thu Hương bước vào quán cà phê bên ngoài tổng công ty nhà họ Lê, thấy Lê Diễm đang ngồi xem tài liệu, xử lý công việc. Vừa nhìn thấy bà, Lê Diễm lạnh lùng hỏi với giọng điệu bất lịch sự, có chuyện gì? Lưu Thu Hương cười mỉa, Lê Diễm, hôm nay tôi tới đây không phải để đánh nhau với ông, thái độ của ông khiến tôi phải lau mắt mà nhìn đấy. Ông ta ngẩng đầu lên, gươm gươm nhìn bà và nói, nếu bà đến gặp tôi để đánh nhau thì thứ lỗi cho tôi không tiếp đón. Lê Diễm đóng tài liệu lại, đứng dậy định rời đi. Ông không muốn nghe mục đích tôi đến gặp ông ngày hôm nay sao? À, tôi không chỉ đến nhà họ Lê mà còn nhà Quách, nhà họ Trần nữa đấy. Lê Diễm nhíu mày, lại ngồi xuống, nói đi. Ông ta không đủ kiên nhẫn để ngồi đây tán gẫu với Lưu Thu Hương. Phù thủy phương Tây xuất hiện ở huyện Đông Lâm, ông biết điều này có nghĩa là gì, phải không?
Trong mắt Lê Diễm lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không tuân thủ hiệp ước. Ông tự mình nói với nhà họ Lê đi. Lư Thu Hương đứng dậy. Lê Diễm vội vàng gọi với theo. Đợi đã, bọn họ đến đây làm gì? Làm hại người khác. Nói đoạn, Lư Thu Hương liền rời đi. Quẻ, người đàn ông mặc áo choàng đen yếu ớt nằm trên mặt đất nôn ra toàn nước chua. Cho đến khi không còn gì để nôn, thậm chí không ăn được gì. Hắn đã nôn suốt 2 ngày, cả người mềm nhũn như cọng bún thiêu nằm trên mặt đất. Một cô gái chậm rãi khoác ánh trăng bước tới, giống như tiên nữ trong màn sương mờ ảo, sau đó lạnh lùng đứng trước mặt hắn. Ánh mắt sắc bén và bình thản. Khi bạn lặng lẽ nhìn cô, có một lực hút bí ẩn hấp dẫn nào đó, một mực kéo bạn xuống vực sâu. Người đàn ông vừa nôn mửa vừa yếu ớt duỗi tay ra, định nắm lấy chân cô. Xong, chưa kịp chạm vào đã rụt lại. Hắn không dám chạm vào cô. Cô gái này trong sáng đến mức người ta không dám chạm vào vì sợ cô sẽ bị bẩn. Tôi, sai rồi. Hắn lại tiếp tục nôn, cứ cái đà này, có lẽ ngày mai hắn sẽ chết vì nôn mửa. Trần Diệp Vi ngồi xổm xuống, ngón tay ấn vào trán hắn. Một luồng sức mạnh kỳ lạ truyền vào trong não hắn, khiến hắn lập tức ngừng nôn. Cuối cùng, cảm giác sống dở chết dở cũng kết thúc. Tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn tiên nữ Hoa Hạ, cô chính là nữ thần thật sự của lòng tôi. Biết sai biết sửa không có nghĩa là có thể tha thứ, tôi muốn xem liệu anh có còn giá trị lợi dụng hay không. Người đàn ông hiểu ý của cô. Ồ, tôi có thể làm bất cứ điều gì vì cô. Tôi sẽ trở thành đầy tớ trung thành của cô. Nữ thần của tôi nguyện hy sinh tất cả vì cô, bao gồm cả mạng sống này. Trần Diệp Vi dửng dưng nhìn hắn diễn trò, bao gồm cả mạng sống ư. Vậy bây giờ anh hãy chết vì tôi đi. Người đàn ông ỉu xìu ra mặt. Tên gì? Mallory Shelley. Lập khế ước đi. Khế ước gì? Chủ tớ. Người đàn ông im lặng. Thế nào, anh thà chết còn hơn, phải không? Mallory lắc đầu nguầy nguậy. Tôi nguyện làm kẻ tôi tớ trung thành của cô. Xin cô cứ thỏa thích hành hạ. Trần Diệp Vi cạn lời. Nói hay lắm, thế thì cô sẽ không khách sáo nữa. Cô ném bản khế ước chuẩn bị sẵn cho hắn. Tự dùng pháp lực ký đi. Mallory nhất thời câm nín, cảm thấy khó chịu khi vừa bán mình mà còn phải bỏ tiền ra. Khế ước phù thủy đã được ký, giờ đây Mallory Shelley chỉ có thể làm việc cho Trần Diệp Vi, mọi thứ đều đặt cô lên hàng đầu. Tự mình tìm một chỗ ở gần đây đi, chủ nhân không cần tôi hầu hạ ư? Không, nhưng tôi là người phương Tây, nếu lảng vảng xung quanh đây sẽ học tiếng Hoa cho giỏi, tôi sẽ cải trang cho anh, sau đó làm giả một thân phận mới. Trần Diệp Vi không thèm quan tâm tới những chuyện này, cứ để hắn tự lo liệu. Mallory ngượng ngùng nói, chủ nhân, tôi. Hắn xấu hổ ngửa tay ra xin tiền. Trần Diệp Vi nhíu mày, trên người không một xu dính túi mà còn tới đây làm gì? Hắn á khẩu, cô hào phóng ném cho hắn 5 tệ rồi xoay người rời đi. Mallory đáng thương cầm lấy 5 tệ, hoang mang đứng trong gió đêm. Hôm nay Phạm Thanh Tâm đã ghé thăm Đặng Xuân Liên một lúc trước khi về biệt thự. Trong phòng khách, bà lấy ra món quà tặng con gái mình, Tiểu Vi, mẹ mới mua cho con chiếc điện thoại di động mới, đừng dùng chiếc điện thoại cũ mua lại từ người khác nữa. Lần trước, Trần Diệp Vi giải thích rằng điện thoại di động của mình là đồ sang tay. Suy cho cùng, đúng là đồ sang tay thật, con dùng nó quen rồi, không cần đổi đâu. Đây là điện thoại mẹ cho con cầm lấy mà dùng, nhưng không được mải chơi, bỏ bê việc học nhé. Trần Diệp Vi nhận lấy, con cảm ơn mẹ, với mẹ mà còn cảm ơn cái gì? Phạm Thanh Tâm thấy con gái vui vẻ nhận lấy thì cũng vui lây. Trần Diệp Vi đưa cho bà một lọ thuốc lớn do mình điều chế. Phạm Thanh Tâm cầm lấy lọ thuốc và hỏi, đây là gì vậy con? Một chiếc lọ không có nhãn mác, thuốc tăng cường sức lực. Bà mỉm cười khi nghe câu nói đùa của cô, là thuốc bổ à? Vậy mẹ nhận lấy nhé, cứ coi như là thuốc bổ. Sau kỳ thi vào trung học, con định học ở đâu? Thành phố Hạ Dương ạ. Phạm Thanh Tâm thoáng sửng sốt, sau đó không khỏi lo lắng hỏi, Tiểu Vi, con nhớ bố con à? Chúng ta không nhất thiết phải đến thành phố Hạ Dương đâu. Ánh mắt của Trần Diệp Vi nhìn bà như thể thấu tỏ mọi thứ. Nhà họ Trần có động tĩnh khác thường. Con đã biết được điều gì phải không? Phạm Thanh Tâm hơi hoảng hốt trong lòng, lờ mờ cảm nhận được có chuyện gì đó đang xảy ra trong nhà họ Trần. Cho dù bà không đi, bọn họ cũng sẽ phái người tới. Con đã nộp nguyện vọng vào một trường trung học ở thành phố Hạ Dương. Tiểu Vi, mẹ uống thuốc này đi, 1 tháng sau sẽ có kết quả. Trần Diệp Vi tiện tay đưa cuốn bí kíp cổ võ mà cô tự viết cho bà. Phạm Thanh Tâm hơi choáng váng trước cuốn bí kíp của Trần Diệp Vi. Đây là gì vậy con? Năng lực thần kỳ ạ. Mắt Phạm Thanh Tâm cay cay, chẳng lẽ con gái bà lại phát bệnh ư? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Tiểu Vi, con không sao chứ? Con đừng làm mẹ sợ.
tại sao đang khỏe mạnh lại đột nhiên phát bệnh rồi? Tiểu Vi đứng dậy, nói, sau một tháng mẹ có thể luyện tập từ từ, các bài tập cơ bản khá phù hợp với mẹ. Phạm Thanh Tâm bị dọa sợ, hành vi và lời nói của con gái bà trở nên quá kỳ lạ. Tiểu Vi à, tháng sau con sẽ bắt mạch cho mẹ. Nói xong, cô cầm điện thoại di động mới đi lên lầu. Lư Thu Hương nhanh chóng thông báo với các gia tộc lớn ở thành phố Hạ Dương về việc phù thủy phương Tây xuất hiện ở huyện Đông Lâm. Nhà Quách mở họp trước, Quách Bá Thông đã hồi phục, thậm chí trong họa có phúc, sức mạnh tăng lên một cấp độ cao hơn. Ông ta nhìn những người đang ngồi đây bằng ánh mắt sắc bén. Lúc trước, những người này đã thừa dịp ông ta suy yếu, bắt ông ta giao ra quyền lực. Hôm nay ông ta ngồi vững ở vị trí này, sao không thấy ai nói gì? Chúng ta cần phải xác nhận kỹ tin tức từ nhà họ Lư. Bố, để con đi huyện Đông Lâm một chuyến. Quách Thọ Sơn lên tiếng trước. Quách Bá Thông lắc đầu, tạm thời con không thể đến đó được. Người của đội quét dọn đang ở huyện Đông Lâm, lần trước đụng độ, hai nhà bọn họ đã phải chịu tổn thất lớn. Ông ta lo lắng lần này đến đó sẽ lại gặp chuyện tương tự. Quách Thọ Sơn siết chặt tay thành nắm đấm, không nói gì nữa. Quách Bá Thông chợt nhớ tới điều gì, bèn nói, tôi nhớ là Lương Đình Tùng và Tiểu Lam đều ở huyện Đông Lâm thì phải. Những người trên bàn họp đồng loạt ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm. Thiên phú cực cao của Quách Ngọc Lam đã được phát hiện khi cô bé lên 5 tuổi, hơn nữa còn là hậu duệ chính thống. Bố cô bé còn xuất sắc hơn cả Quách Bá Thông. Họ là hai anh em cùng cha mẹ, nhưng em trai lại giỏi hơn anh trai, thậm chí còn nắm giữ rất nhiều quyền lực. Đương nhiên, Quách Bá Thông rất chướng mắt với em trai của mình. Thế rồi em trai ông ta bất ngờ qua đời sau một vụ tai nạn, mọi quyền lực đều được chuyển giao cho ông ta. Đây cũng là lý do Quách Ngọc Lam không thích Quách Bá Thông. Mặc dù không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh rằng ông ta là hung thủ, nhưng cô bé khẳng định chính người bác này đã giết bố mẹ của mình. Đây cũng là nguyên nhân khiến kinh mạch của cô bé bị tắc. Lương Đình Tùng nghi ngờ có người trong gia tộc giở trò, nên đã đưa cô bé đến huyện Đông Lâm 2 năm trước. Khi Quách Bá Thông nhắc đến Lương Đình Tùng, mọi người đều biết ông ta định làm gì. Bọn họ thi nhau gật đầu đồng ý để Lương Đình Tùng điều tra chân tướng sự việc. Nếu gặp phải người của đội quét dọn thì cũng là chuyện của anh ta, không liên quan đến những người ngồi đây. Bố, không cần báo với gia chủ một tiếng sao? Quách Thọ Sơn thấp giọng hỏi. Quách Bá Thông lắc đầu, những chuyện này chúng ta tự giải quyết là được. Nếu ngay cả chuyện nhỏ này mà cũng không xử lý được, làm sao có thể nâng cao uy tín của ông ta trong gia tộc? Trần Diệp Vi, chờ một chút. Ngoài cổng trường, Trương Kiều Thanh đuổi kịp Trần Diệp Vi, chặn cô lại. Nhiều người đi ngang qua đều liếc nhìn họ. Trương Kiều Thanh chỉ vào khoảng đất trống phía trước, chúng ta qua bên đó nói chuyện đi. Trần Diệp Vi vẫn đứng yên. Trương Kiều Thanh hơi mất tự nhiên, cậu có thể cho tôi 2 phút được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trần Diệp Vi đứng sang một bên, không đi về phía khoảng đất trống mà cô ta chỉ. Trương Kiều Thanh di chuyển theo cô rồi nói, Trần Diệp Vi, nghe nói cậu lại muốn mua nhà, chị tôi đã để dành cho cậu mức giá nội bộ. Nếu thấy phù hợp thì hôm nay cậu có thể đến đặt cọc. Cô ta coi đó là điều hiển nhiên, thái độ hơi hách dịch, rất khó ưa. Trần Diệp Vi đi ngang qua Trương Kiều Thanh, không hề có ý định tiếp chuyện kẻ điên này. Trần Diệp Vi, dừng lại. Cô ta đột nhiên cất cao giọng khiến những người xung quanh cũng phải nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ. Trương Kiều Thanh nắm chặt tay thành quả đấm, trơ mắt nhìn Trần Diệp Vi đi vào trong trường. Khi cô ta vào trường thì chạm mặt Đỗ Tuấn Kiệt đang ở một mình. Nỗi ấm ức vì bị Trần Diệp Vi phớt lờ vừa rồi dâng lên, hai mắt bỗng chốc đỏ hoe, cô ta nghẹn ngào nói, Đỗ Tuấn Kiệt, Trần Diệp Vi dùng tiền tống tiền nhà họ Trương để mua nhà nữa. Chị gái mình tốt bụng, ưu ái dành cho cậu ấy mức giá nhân viên nội bộ, nhưng cậu ấy lại mắng hai chị em tớ. Đỗ Tuấn Kiệt cũng đang có tâm trạng không vui, vừa nghe cô ta nhắc đến Trần Diệp Vi, sắc mặt cậu liền trở nên khó coi. Trương Kiều Thanh hơi cụp mắt nên không nhìn thấy sự thay đổi này của cậu, vẫn tiếp tục nói, Đỗ Tuấn Kiệt, cậu nói với Trần Diệp Vi đi, bảo cậu ấy hôm nay đến văn phòng bất động sản làm thủ tục. Chị tớ không thể thất hứa với công ty được. Cậu ấy đã đồng ý rồi, bây giờ đột nhiên lại không đến, chị tớ sẽ rất khó xử. Chỉ cần cậu lên tiếng, Trần Diệp Vi chắc chắn sẽ nghe lời cậu. Dù sao, việc Trần Diệp Vi thích cậu cũng không phải là bí mật trong trường. Đỗ Tuấn Kiệt cau mày, chuyện của Trần Diệp Vi không liên quan gì đến tớ, sau này đừng đến tìm tớ vì chuyện của cậu ấy nữa. Ngay từ đầu, tớ và cậu ấy đã không phải cùng một loại người. Các cậu không cần phải cố gán ghép cậu ấy với tớ. Nhưng Trần Diệp Vi vẫn luôn thích cậu và luôn nghe lời cậu. Đỗ Tuấn Kiệt, cậu giúp tớ một lần này thôi. Cậu ấy muốn mua nhà của ai không liên quan đến tớ. Đỗ Tuấn Kiệt đã chán ngấy cách cư xử của Trương Kiều Thanh, cảm giác chán ghét,
trong lòng sắp sửa không thể kìm nén được nữa. Sắp tới giờ vào lớp rồi, cậu cũng đừng can dự vào chuyện của chị gái cậu nữa. Cậu để lại những lời này rồi rảo bước rời đi. Bởi vì nhà họ Trương vẫn đang cung cấp thuốc cho bệnh viện, còn bố của Đỗ Tuấn Kiệt lại là người phụ trách vấn đề này nên rất có tiếng nói trong bệnh viện. Do đó, cậu mới phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với Trương Kiều Thanh. Song, những chuyện cô ta làm gần đây khiến cậu rất phản cảm. Nếu không nể tình mối quan hệ giữa hai gia đình, cậu đã không thân thiết với cô ta ở trường. Trương Kiều Thanh ngơ ngác nhìn cậu đi xa dần, chợt cảm thấy thái độ của cậu đối với mình có phần thay đổi. Mấy người nhà họ Hoàng đến huyện Đông Lâm đột nhiên bị thương một cách khó hiểu. Tuy nhiên, nhà họ Hoàng ở thủ đô vẫn không có động thái gì, nhà họ Ngụy cũng đang rối như canh hẹ. Những người này đến huyện Đông Lâm và ở lại nhà họ Ngụy, chứng tỏ rằng họ rất coi trọng nhà họ Ngụy. Hiện giờ họ bị thương, nhà họ Ngụy chắc chắn phải chịu trách nhiệm chính. Tình trạng của Ngụy Giai Mẫn cũng rất nghiêm trọng, dạo này Tả Văn bận tối mắt. Nhà chính của họ không phải ở đây, biệt thự này là vừa mới mua cho Ngụy Giai Mẫn ở. Mẹ, họ đã vào bệnh viện rồi. Con đã thuê hộ lý chăm sóc, không có vấn đề gì đâu. Ngụy Thái Phong từ bệnh viện trở về với vẻ mệt mỏi. Tả Văn cũng vừa đi xuống lầu sau khi chăm sóc Ngụy Giai Mẫn, Tiểu Phong, mấy người nhà họ Hoàng bỗng dưng bị thương, nhất định là có người đứng sau chuyện này. Con gọi điện cho bố con, bảo ông ấy chú ý mọi động tĩnh ở thành phố Hạ Dương. Nếu phát hiện các gia tộc khác giở trò sau lưng thì phải xử lý ngay lập tức. Bên cạnh đó, nhà họ Ngụy chúng ta cũng phải có lời giải thích với nhà họ Hoàng. Nếu không sau này con sẽ rất khó đặt chân vào thủ đô. Tả Văn bồi dưỡng cô con gái nuôi này cũng là để tương lai bước vào thủ đô. Nhà họ Ngụy chỉ là một gia tộc mấp mé mức trung bình ở thành phố Hạ Dương. Bà ta tin rằng với sự nỗ lực của các con, nhà họ Ngụy nhất định sẽ trở nên lớn mạnh trong tay mình. Con sẽ nói với bố về chuyện của mấy người nhà họ Hoàng. Ngụy Thái Phong lấy điện thoại di động ra và đi lên lầu. Con đi thăm em gái của con một lát, vừa rồi con bé tỉnh lại đã nhắc đến con đấy. Con biết rồi, Ngụy Thái Phong hơi bực bội. Chuyện này xảy ra đột ngột, cậu tự hỏi phải chăng Ngụy Giai Mẫn đang giở trò gì đó sau lưng nên mới bị phản kích. Nếu không, đang yên đang lành ai lại tìm đến cô ta chứ? Cậu không vào phòng thăm em gái nuôi của mình mà gọi điện thoại cho nhà họ Ngụy ở thành phố Hạ Dương. Trong bệnh viện, Hoàng Kiến Quân và những người khác nằm trên giường bệnh với sắc mặt rất xấu, tay chân đều bị thương. Kiến Quân, nhất định là anh ta đã âm thầm làm chuyện này. Đúng vậy, chắc chắn là anh ta đã biết chuyện chúng ta đến huyện Đông Lâm. Ngoài anh ta ra, còn ai dám cả gan tấn công chúng ta như vậy? Nếu biết họ là con em của nhà họ Hoàng từ thủ đô mà còn dám ra tay thì thật sự không phải dạng vừa. Hoàng Kiến Quân cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói, bất luận là ai thì chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Có cần thông báo cho mọi người trong nhà không? Các cậu cho rằng người ở thủ đô không biết chuyện chúng ta bị thương ở đây sao? Có chuyện gì mà nhà họ Hoàng ở thủ đô không biết? Những người đó chỉ muốn sử dụng họ như quân tiên phong mà thôi. Bây giờ họ đã hiểu rằng không nên lởn vởn xung quanh nhà khách của huyện, cố gắng hết sức tránh xa Hoàng Mạnh Phàm, nếu không sẽ bị lây xui xẻo từ anh. Sau khi hồi phục, chúng ta phải rời khỏi huyện Đông Lâm ngay lập tức. Nơi này quá nguy hiểm. Mọi người đều nhất trí với đề nghị của Hoàng Kiến Quân. Chiếc xe chạy vào thôn Vạn Phúc, dừng lại ở cổng thôn. Để ngăn chặn một số người lái xe lớn vào thôn, các rào chắn đã được dựng lên cổng vào, chỉ có xe điện và phương tiện trong thôn mới được phép ra vào. Hoàng Mạnh Phàm bật đèn pin, quay người, đưa tay ra với Trần Diệp Vi. Cô tránh né bàn tay của người đàn ông này, bước tới bên cạnh anh, nhìn chăm chăm vào cổng làng tối om. Không phải họ đến đây làm kẻ trộm đấy chứ? Tại sao lại phải đến vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? Theo sát nhé! Lát nữa gặp ma, đừng trách anh không nắm tay nhóc. Trần Diệp Vi liếc nhìn anh, hỏi, rốt cuộc anh muốn tìm cái gì? Không biết, anh trả lời, chỉ là muốn tìm kiếm một chút. Trần Diệp Vi im lặng đi theo Hoàng Mạnh Phàm. Họ đi vòng theo con đường nhỏ về phía điện thờ, gió đêm thổi lá cây xào xạc. Hoàng Mạnh Phàm nắm tay Trần Diệp Vi, bàn tay anh dày rộng và mềm mại đến lạ thường, nắm tay cô với một lực vừa phải. Khi ngẩng đầu lên cô liền bắt gặp nụ cười của yêu nghiệt. Tốt nhất là nên nắm thật chặt, kẻo nhóc sợ hãi bỏ chạy. Trần Diệp Vi rút tay ra, xến quá. Hoàng Mạnh Phàm nghẹn họng, anh thật sự chỉ muốn bảo vệ cô gái nhỏ này, chứ không hề có suy nghĩ xiên xẹo. Trần Diệp Vi không quan tâm đến việc anh đang tìm kiếm thứ gì và sẽ đồng hành cùng anh đến cùng. Họ đi đến trước điện thờ, mọi thứ vẫn như ngày hôm đó. Tuy nhiên, cô nhớ rõ Hoàng Mạnh Phàm không bị hạn chế bởi kết giới mà bước vào bên trong rất dễ dàng, giống như bao người bình thường khác. Anh giơ đèn tin lên chiếu vào tấm biển gỗ trước mặt, tôi luôn cảm thấy nơi này hơi kỳ quái. Trần Diệp Vi đứng trước biển gỗ không chữ,
kỳ quái chỗ nào? Dưới mặt đất, anh chỉ tay xuống đất. Cô nhìn theo ngón tay anh chỉ, sau đó không khỏi nhìn lướt qua Hoàng Mạnh Phàm lần nữa. Đúng là phía dưới có thứ gì đó, rất nhiều thứ mà anh không thể tưởng tượng. Nếu là hàng trăm năm trước, chúng là cả một gia tài kếch xù. Nhưng nếu bây giờ đào ra thì chính là cổ vật. Vì vậy, thật ra những thứ này chẳng là gì đối với cô. Sau khi nhận được mệnh lệnh từ nhà Quách, Lương Đình Tùng nhăn mày ngồi trong phòng khách một lúc lâu mới chuẩn bị ra ngoài. Quách Ngọc Lam có vẻ như đã biết rõ mọi chuyện, cô bé đi ra khỏi phòng ngay khi anh ta đứng dậy. Tiểu Lam, chú Lương, cháu nghe thấy cả rồi. Chú Lương chỉ ra ngoài hít thở không khí trong lành một lát thôi. Cô bé xị mặt, chú nói dối, cháu cũng đi ra ngoài cùng với chú. Tiểu Lam, chuyện này rất nguy hiểm. Thế nên cháu mới muốn đi với chú, cháu không muốn lại mất đi cả chú. Lương Đình Tùng thoáng ngẩn người nhìn cô bé rồi thở dài, cháu phải theo sát chú đấy nhé. Cô bé gật mạnh đầu, vâng, đúng lúc này, nhà họ Trần và nhà họ Lê lại cử người đến huyện Đông Lâm lần nữa. Họ vừa tiến vào địa phận của huyện đã bị đội quét dọn theo dõi. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong điện thờ tĩnh lặng. Hoàng Mạnh Phàm nghe máy, tốt nhất là cậu có việc quan trọng. Anh Hoàng, nhà họ Lê và nhà họ Trần cử người xuống huyện rồi. Mẹ kiếp, những người này đúng là không chịu bỏ cuộc. Hoàng Mạnh Phàm nheo mắt, nói, chặn lại, bắt quay về. Nhưng họ đã tiến vào địa phận huyện Đông Lâm rồi. Vũ Hải Đăng cảm thấy mình đã không làm tròn nhiệm vụ, bọn họ lại dám coi thường đội quét sát chúng ta. Ha ha, to gan thật đấy, có thời gian lải nhải chi bằng nhanh chóng đuổi họ ra ngoài đi. Anh đang ở trong điện thờ thôn Vạn Phúc à, có vấn đề gì? Tôi vừa nhận được tin bọn họ đã tiến vào thôn Vạn Phúc. Đầu dây bên Hoàng Mạnh Phàm đã cúp máy, Trần Diệp Vi ngồi trên bậc cao liền trượt xuống. Có người đến à? Hoàng Mạnh Phàm gật đầu, đáp, lên lầu trước đã. Đây là căn nhà hai tầng trống rỗng. Trần Diệp Vi đi lên lầu, ngồi trên lan can nhìn ra ngoài. Trong màn đêm, chỉ thấy bóng cây xào xạc, không nhìn thấy bất cứ ai. Hoàng Mạnh Phàm nghiêng người dựa vào lan can, điềm nhiên nhìn bóng người từ trong chỗ tối nhảy ra. Bọn họ thật sự đến đây. Anh đi xuống làm việc, nhóc cứ ở đây ngủ một giấc. Nói đoạn, anh đang định đánh ngất Trần Diệp Vi thì bị một bàn tay bắt lấy. Không cần, tôi muốn hóng chuyện. Nhóc Tiểu Vi à, chuyện này hơi nguy hiểm. Càng tốt, cô muốn xem. Hoàng Mạnh Phàm đau đầu bóp chán. Được rồi, cô ngoan ngoãn ngồi đây xem, đừng chạy lung tung nhé. Trần Diệp Vi gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên lan can nhìn xuống. Hoàng Mạnh Phàm đi xuống lầu. Bịch, bịch. Hai tiếng động lớn vang lên. Ngay sau đó, hai người lao về phía trước đã bị một tầng kết giới vô hình hất văng ra ngoài. Họ đều ngơ ngác. Đó là gì vậy? Kết giới à? Tại sao lại có kết giới? Bọn họ trở về không hề báo cáo về điều này. Một bóng dáng cao lớn bước ra khỏi điện thờ trong bộ đồ ngụy trang vừa người với sức mạnh tiềm ẩn đe dọa các sinh vật sống xung quanh bất cứ lúc nào. Kết giới gì chứ? Chẳng qua là chủ nhân của điện thờ từ chối cho các người bước vào đấy thôi. Giọng nói lạnh lùng của Hoàng Mạnh Phàm vang vọng trong rừng cây. Mấy bóng đen trở nên cảnh giác khi nhìn thấy anh. Anh là ai? Câu này lẽ ra là tôi hỏi các người mới đúng. Hoàng Mạnh Phàm đứng trước cửa, nheo mắt nói, lại là người của nhà họ Trần, các người đúng là không chịu bỏ cuộc nhỉ. Rốt cuộc anh là ai? Bọn họ tái mặt khi nghe anh nói ra chính xác thân phận của mình. Hoàng Mạnh Phàm nhìn về phía sau những người đó, nhìn xem, nhà họ Lê biết ẩn nấp trong bóng tối quan sát, không ngu ngốc xông lên trước làm bia ngắm như nhà họ Trần các người. Lời của anh lập tức khiến bọn họ tức giận. Bọn họ đều là ám vệ do nhà họ Trần huấn luyện, luôn sẵn sàng chiến đấu, nhưng chỉ là đám tôm tép đối với Hoàng Mạnh Phàm, chẳng mấy chốc đã bị giải quyết gọn. Dưới ánh trăng, mặt bọn họ chợt biến sắc khi nhìn thấy rõ huy hiệu trên vai người đàn ông, đội trưởng đội quét dọn, Hoàng Mạnh Phàm. Trước khi đến đây, bọn họ được biết ở huyện Đông Lâm có đội quét dọn, đội trưởng là người của nhà họ Hoàng ở thủ đô. Xem ra các người biết tôi là ai? Hoàng Mạnh Phàm cười híp mắt nhìn mấy ám vệ nằm dạp trên mặt đất, lấy điện thoại di động ra bấm số, người đâu? Đi vào kéo hàng hóa đi, những hàng hóa này rất hữu ích đối với họ. Vì vậy tạm thời không giết những người này. Người của nhà họ Lê và nhà họ Trần đều bị bắt. Tuy nhiên, người của nhà Quách vẫn không thấy xuất hiện. Lương Đình Tùng và Quách Ngọc Lam vẫn chưa đi vào thôn Vạn Phúc thì đã nhìn thấy mấy chiếc xe sáng bóng đậu ở cổng thôn. Những người xuống xe đều mặc đồng phục giống nhau. Lương Đình Tùng bèn kéo Quách Ngọc Lam đi nhanh. Anh ta có thể mạo hiểm, nhưng cô bé không thể đi theo anh ta tiến vào khu vực nguy hiểm được. Chú Lương, trong thôn Vạn Phúc có thứ gì đó đáng sợ phải không ạ? Tại sao ngay cả người của nhà họ Lê cũng đến đây? Tiểu Lam, chúng ta đừng quan tâm đến những chuyện này, tạm thời không thể đi vào thôn Vạn Phúc được. Quách Ngọc Lam nhìn về phía sau,
chợt mở to mắt khi nhìn thấy một dải lụa lơ lửng trên không trung. Chú Lương, có ma. Lương Đình Tùng không biết phải nói gì. Chú Lương, thật sự có ma đấy. Chú nhìn lên trời mà xem. Anh ta nhìn lên trời, trông thấy một dải lụa là bay, sau đó rơi xuống một hướng, giống như sinh vật sống vậy. Lương Đình Tùng cảm thấy thôn Vạn Phúc rất kỳ quái, mặc dù anh ta không tin vào ma quỷ nhưng vẫn nắm chặt tay Quách Ngọc Lam, vội vã đi ra ngoài. Chú Lương, không phải ma à? Lương Đình Tùng nghiêm mặt đáp, không phải, đó là túi ni lông. Quách Ngọc Lam thầm nghĩ túi ni lông không dài và mảnh như vậy. Trần Diệp Vi đi ra ngoài, đám người ở bên ngoài đã bị nhóm Vũ Hải Đăng dẫn đi. Anh ta đi chậm lại phía sau, cười toét miệng khi nhìn thấy cô từ trong điện thờ đi ra. Anh Hoàng à, anh thế này là không được đâu, nửa đêm đưa cô bé đến nơi hoang vu vắng vẻ. Dẫn bọn họ đi đi. Hoàng Mạnh Phàm đá vào mông anh ta một cái. Vũ Hải Đăng đứng đằng trước vẫy tay với Trần Diệp Vi. Cô bé, nếu anh Hoàng không kìm lòng được thì cứ dùng chiêu này. Anh ta làm động tác gập đầu gối đá về phía trước, có thể nói là rất lưu manh. Khóe miệng Hoàng Mạnh Phàm giật giật, cút ngay. Vũ Hải Đăng liền chạy như bay. Mọi người đã đi hết, chỉ còn lại Trần Diệp Vi và Hoàng Mạnh Phàm. Tiếng xào xạc lại vang lên. Điện thờ tĩnh lặng, một người đứng trên bậc thềm, một người đứng bên ngoài nhìn nhau. Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ. Vù, có thứ gì đó rơi xuống. Gió lớn nổi lên, màn sương mù màu đen ùn ùn tràn ra. Có thứ gì đó sắp nổ tung đến nơi. Hoàng Mạnh Phàm bước nhanh tới ôm lấy Trần Diệp Vi, dùng hai tay bảo vệ đầu cô. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào điện thờ tối om. Đó là gì vậy? Tà khí rất nặng. Anh dẫn cô ra ngoài, không dám đến gần điện thờ. Trần Diệp Vi đi theo anh một quãng xa rồi dừng bước, đứng bên cạnh anh, quay người lại. Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một dải lụa màu trắng lơ lửng trên điện thờ. Đó là dải lụa mà Thừa Hạc Văn đang tìm kiếm. Tại sao nó lại ở đây? Hoàng Mạnh Phàm bịt mắt cô lại. Đừng nhìn, buổi tối sẽ mơ thấy ác mộng. Trần Diệp Vi thản nhiên hất tay anh xuống, nhìn dải lụa bị cuốn theo làn khói đen. Gió phía trên điện thờ càng lúc càng mạnh, không khí xung quanh dường như bị xoắn lại, siết chặt từng chút một, khiến người ta khó thở. Hoàng Mạnh Phàm cau mày, hiện tượng kỳ quái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Vẻ mặt Trần Diệp Vi trở nên nghiêm nghị, chúng ta rời khỏi đây thôi. Hoàng Mạnh Phàm nói, với tình hình hiện giờ, tốt hơn hết là nên rời đi. Trần Diệp Vi gật đầu, sau đó, anh đưa cô rời đi. Khi về đến biệt thự, cô nhìn theo chiếc xe chạy về hướng nhà khách, rồi xoay người chạy thẳng ra ngoài. Mèo, tiếng mèo kêu vang vọng trong không trung nhưng lại không thấy bóng dáng đâu. Bước chân Trần Diệp Vi càng lúc càng nhanh, gần như biến thành tia chớp. Cô trở lại điện thờ ở thôn Vạn Phúc, từ trên không đáp xuống, lòng bàn tay vỗ vào cửa điện thờ. Một thế trận vô hình mở rộng từ giữa lòng bàn tay. Mặt đất rung chuyển dữ dội, hình như có thứ gì đó trồi lên khỏi mặt đất. Nửa đêm, người dân ở thôn Vạn Phúc sợ hãi bò dậy, kêu gào có động đất. Hiện tượng này thực sự giống như một trận động đất. Hai luồng sức mạnh đan xen lập tức bị ép phải tách ra, không khí dồn nén phát ra tiếng nổ, dải lụa bay lên trời rồi biến mất. Một luồng khí đen liền đuổi theo, không cần đuổi theo. Luồng khí đen biến thành hình người, đáp xuống đất, quỳ một gối xuống trước mặt cô. Trần Diệp Vi ngẩng đầu nhìn về phía dải lụa biến mất. Có người đã kích hoạt thứ đó. Nó chạy về phía ai? Tại sao nó lại xuất hiện ở điện thờ? Cô giơ tay lên, bóng đen tự động biến mất. Con mèo đen từ trong điện thờ đi ra với vẻ thảm hại, ngẩng đầu lên kêu một tiếng trách móc cô. Tình huống không rõ ràng, mày không chết được đâu, mèo. Luồng sức mạnh đó đột nhiên lao đến, có vẻ đang tìm kiếm người nào đó. Mèo, Trần Diệp Vi nhìn thoáng qua điện thờ rồi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hoàng Mạnh Phàm đã quay xe, trở lại thôn Vạn Phúc, vừa đến cửa thôn thì bị Trần Diệp Vi nhìn thấy. Cô bèn đi đường vòng, tránh tầm mắt của anh. Hoàng Mạnh Phàm đi đến điện thờ, ngồi xổm trên mặt đất, cầm một ít đất lên ngón tay rồi khẽ miết nhẹ, anh cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Vù, có thứ gì đó rơi từ trên trời xuống trước mặt anh. Nhìn thấy dải lụa đó, anh chần chừ một lúc mới cầm nó lên. Đây chỉ là một dải lụa bình thường, không có gì đặc biệt. Anh không đi vào bên trong mà cầm dải lụa đi xung quanh một lượt, sau đó rời đi. Trên đường trở về, một tay anh cầm vô lăng, một tay cầm dải lụa và trầm ngâm suy nghĩ. Anh không nhìn nhầm, trước đó không lâu, dải lụa này đã xảy ra va chạm với luồng sức mạnh hắc ám của điện thờ. Mà anh cũng đã từng nhìn thấy nó trong vụ lùm xùm trên mạng của nam diễn viên nổi tiếng kia. Tại sao dải lụa của anh ta lại xuất hiện ở đây? Hoàng Mạnh Phàm ném dải lụa sang một bên, lấy điện thoại ra bấm số rồi ra lệnh, tìm hiểu nguồn gốc dải lụa của sao nam đó.
có vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mà lại giống như mọi thứ đã xảy ra. Đội quét sát đã bắt giữ người của nhà họ Trần và nhà họ Lê, gần như không còn chỗ để giam giữ bọn họ. Lê Trường Giang tái mặt khi nhận được tin tức, lại là đội quét dọn. Trợ lý Lục Trùng nói, có cần cử người đi thương lượng với đội quét dọn không ạ? Không có cửa để thương lượng với họ đâu, đội quét dọn chưa bao giờ nghiêng về ai. Nhà họ Lê từng nhận 2 thẻ vàng, nếu đụng phải họ lần nữa thì chỉ có một con đường chết. Sắc mặt ông ta rất khó coi. Bọn họ là một trong 3 gia tộc lớn của thành phố Hạ Dương mà lại không thể làm gì được một đội quét dọn còn con. Đây đúng là một sự sỉ nhục với quyền lực của nhà họ Lê. Tuy nhiên, nếu bọn họ không yêu cầu đội quét dọn thả người của mình, sau này mọi người sẽ nghĩ nhà họ Lê thế nào? Nhà họ Trần cũng liên quan đến vụ này phải không? Nhà Quách thì sao? Nhà họ Trần không có ý định đòi người, còn nhà Quách chưa thấy có động tĩnh gì. Nhà họ Lư lại phủi tay sạch sẽ giống như trước kia. Bảo gia chủ nhà họ Lư gọi điện đến đây. Lê Trường Giang rất bực mình với cách làm việc của nhà họ Lư. Trợ lý lập tức đi làm việc. Nhà họ Lư ở thành phố Hạ Dương có thể được coi là một gia tộc bậc trung. Mấy chục năm trước, họ cũng là một gia tộc lớn ngang hàng với 3 gia tộc khác. Về sau xảy ra chiến loạn, người nhà họ Lư thương vong nghiêm trọng. Đến thời điểm này, bọn họ đã suy tàn, trở thành một gia tộc nhỏ, không thể so sánh với 3 gia tộc lớn. Anh cả Lư Biên Cương của Lư Thu Hương là gia chủ của nhà họ Lư. Sau khi nhận được điện thoại của nhà họ Lê, Lư Biên Cương lạnh lùng đè lên điện thoại, không trả lời. Nếu chạm mặt, ông ta vẫn phải gọi Lê Trường Giang là chú Lê. Hai nhà có quan hệ từ 100 năm trước, nhưng sau này người chết đèn tắt, 2 gia tộc gần như trở thành kẻ thù truyền kiếp. Nhà họ Lê càng ngày càng láo lếu với nhà họ Lư chúng ta, nghe giọng điệu vinh mặt hất hàm sai khiến của bọn họ thật nực cười. Lư Minh Sán ngồi ở một bên sofa cười mỉa. Lư Biên Cương gõ nhẹ vào màn hình điện thoại tối đen, nheo mắt nói, bọn họ lớn mạnh như vậy, nhà họ Lư chúng ta vẫn phải gọi dạ bảo vâng. Dù sao chúng ta cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, tóm lại vẫn phải có câu trả lời. Lư Minh Sán biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề nên không giễu cợt nhà họ Lê nữa. Dù thế nào đi nữa, nhà họ Lư vẫn phải che giấu thực lực của mình. Lư Minh Sán đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Lư Biên Cương bèn nói, dặn những người mà chú dẫn theo tránh chạm mặt người của 3 gia tộc lớn. Lư Minh Sán gật đầu đáp, tôi sẽ dặn họ, mọi chuyện do Thu Hương chuyển lời, anh hãy gặp cô ấy mà bàn bạc. Đã hơn 1 tuần kể từ khi Phạm Khánh Duy bị đưa vào trại cải tạo thiếu niên, cậu ta gầy rộc hẳn đi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên đục ngầu. Phạm Lâm Trường và Tần Minh Châu đang trốn tránh những kẻ đòi nợ, hôm nay là ngày con trai họ được thả ra. Hai vợ chồng lén lút đến đón Phạm Khánh Duy. Cậu ta không cầm được nước mắt khi nhìn thấy bố mẹ mình. Tần Minh Châu xót xa, ôm con trai vào lòng, Khánh Duy, con gầy quá. Chúng ta về nhà thôi, bố mẹ sẽ nấu món ngon cho con ăn. Mẹ ơi, con đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở khi ở trong đó. Con đã nói là con biết lỗi rồi nhưng họ vẫn không chịu thả con ra ngoài. Ngày thứ 2 vào trại, cậu ta đã nói với người trong đó như vậy, nhưng vẫn bị nhốt hơn 1 tuần. Ở trong trại rất khổ, Phạm Khánh Duy nhớ kỹ chuyện này. Mọi việc đều do Trần Diệp Vi hãm hại, cậu ta sẽ đòi lại hết. Ánh mắt Phạm Khánh Duy lóe lên vẻ điên cuồng. Phạm Lâm Trường nhìn xung quanh một lượt, rồi nói, đi về nhà trước đã, ở bên ngoài không an toàn. Họ đi chưa được bao xa, nhóm người đòi nợ đã xông đến từ hướng khác, vẻ mặt dữ tợn chỉ vào họ và hét lên, trả tiền đây. Vợ chồng Phạm Lâm Trường sợ hãi kéo con trai mình bỏ chạy. Phạm Khánh Duy cũng sợ xanh mặt, vừa được thả ra đã bị bọn đòi nợ đuổi theo. Mèo, con mèo đang phát sóng trực tiếp kêu meo meo với cô gái đang chơi game. Trần Diệp Vi thoát game ngẩng đầu lên, ghi lại những loại thuốc làm đẹp mà những người đẹp cần. Cô không điều chỉnh giọng nói, những cô gái đang xem phát sóng trực tiếp nghe thấy liền kêu gào trong màn hình. Tiểu Hắc hiểu chúng ta đang nói gì hả, mèo thần à, muốn gặp con mèo thần này quá. Phải chăng các bạn đã bị lừa, nó chỉ kêu meo meo thôi mà chủ nhân của nó biết nó nói gì ư? Chủ nhân tự biên tự diễn đấy thôi, một lũ ngốc. Nhà trên đường công kích như thế, chủ nhân của Tiểu Hắc còn chưa lại gần để xem mà đã biết nó nói gì rồi. Ghen tị người ta là mèo thần đây mà, đừng để ý đến những lời nói tục tĩu đó nhé. Đúng vậy, tự biên tự diễn thì làm sao, chúng tôi thích xem đấy. Nghe giọng nói thì người nuôi mèo cũng là một chị gái đáng yêu. Chị gái ơi, chị có thuốc loại bỏ tàn nhang không? Tôi muốn có một loại thuốc thần kỳ để che giấu sự xấu xí của mình, có không? Trên màn hình hơi lộn xộn, Trần Diệp Vi để con mèo ghi lại còn mình vẫn tiếp tục chơi game. Thế giới ảo thật sự rất thú vị, bắn súng bể đầu. Có rất nhiều người chơi game vẫn đang truy lùng ID của cô để xin nhập hội với cô.
Trần Diệp Vi chỉ cảm thấy vui chứ không suy nghĩ nhiều. Giáp thần biết thực tế ảo không? Gần đây có cao thủ khoa học kỹ thuật nào đó phát minh ra một cỗ máy trải nghiệm hoàn toàn mới, nhưng đáng tiếc là người phàm như chúng ta không có phúc để hưởng. Đừng dạy hư Giáp thần, game thực tế ảo chỉ tồn tại trong thế giới khoa học viễn tưởng, còn chúng ta đang sống trong thế giới thực. Đằng ấy chưa bao giờ nghe nói đến kỹ thuật VR à? Đó là thiết bị tương tác đội trên đầu với toàn bộ hình chiếu. Đúng là hiện nay đã có công nghệ trải nghiệm 3D nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Có lẽ trong vài chục năm tới, loại công nghệ cao này vẫn chưa thể trở thành hiện thực hóa được đâu. Vừa nhắc tới lĩnh vực này, một số người có vẻ chuyên nghiệp đã nhảy ra giải thích vì sao thứ đó lại không tồn tại. Trần Diệp Vi nhìn lướt qua bình luận, sau đó thoát khỏi giao diện, rơi vào trầm tư. Hôm nay Ngụy Thái Phong lại đến bệnh viện thăm những con em nhà họ Hoàng. Cậu vừa đi vào bệnh viện liền nhìn thấy một nhóm người mặc đồ nhà binh. Phía bệnh viện cũng không dám nhiều lời mà để họ đi thẳng vào bên trong, thậm chí còn trơ mắt nhìn những người đó dẫn đám con em nhà họ Hoàng đi. Ngụy Thái Phong giật mình, vội vàng chạy tới ngăn cản. Nhà họ Hoàng đã gọi điện thoại, giao những người này cho nhà họ Ngụy ở huyện Đông Lâm chăm sóc, nếu họ xảy ra chuyện thì nhà họ Hoàng sẽ hỏi tội nhà họ Ngụy. Vì vậy, cậu ta phải ngăn lại. Các anh đang làm gì vậy? Đây là bạn của tôi, các anh muốn đưa họ đi đâu? Những người nằm trên giường đều bị bịt miệng bằng băng dính, tay chân bị trói chặt, muốn cử động cũng khó chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện. Vũ Hải đang nheo mắt đáp, nhóc con, cậu biết những người này đã phạm lỗi gì không mà dám chạy ra chặn đường chúng tôi? Dũng cảm gớm nhỉ, tôi mặc kệ các anh là ai, những người này phải ở lại đây. Con cháu nhà họ Hoàng không thuộc sự quản lý của cậu. Vũ Hải đang khoát tay, dẫn đi. Những người nằm trên giường bệnh sợ hãi rên rỉ, muốn bảo Ngụy Thái Phong thông báo cho nhà họ Hoàng nhưng lại không thể nói thành lời. Ngụy Thái Phong trơ mắt nhìn họ bị đưa đi, cuối cùng bấm số gọi cho Tả Văn. Mẹ ơi, bọn họ bị đưa đi rồi, những người đó mặc đồ giản dị. Sắc mặt Tả Văn hơi thay đổi, sao họ lại đưa người của nhà họ Hoàng đi? Con không rõ, nếu để họ đưa người đi thì nhà chúng ta sẽ không can thiệp. Mẹ gọi điện cho nhà họ Hoàng bảo bọn họ tự giải quyết đi. Nhà họ Ngụy không cần thiết phải nhúng tay vào chuyện này. Được, để mẹ gọi cho nhà họ Hoàng. Xong, khi Tả Văn gọi điện thoại tới, một trợ lý nào đó nghe máy, giọng điệu rất lạnh nhạt. Bà Ngụy, con cháu nhà họ Hoàng xảy ra chuyện ở huyện Đông Lâm, bất kể nguyên nhân là gì thì nhà họ Ngụy các người cũng phải chịu trách nhiệm. Bây giờ họ đã bị bắt, tôi có thể làm gì được chứ? Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của nhà họ Ngụy trong chuyện này. Trợ lý đanh giọng nói rồi cúp điện thoại. Tả Văn tức giận nhìn điện thoại di động. Chuyện này là thế nào? Nhà họ Hoàng đang tìm bia đỡ đạn à? Nói thế nào bà ta cũng là người chịu trách nhiệm tiếp đón đám con em nhà họ Hoàng kia, nên bắt buộc phải giải quyết ổn thỏa. Nếu không, nhà họ Ngụy sẽ bị liên lụy. Nhà khách của huyện Đông Lâm, nhóm con em chi thứ nhà họ Hoàng bị ném tới trước mặt Hoàng Mạnh Phàm. Họ vẫn đang bị thương, ra sức giãy giụa và nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt sợ hãi. Hoàng Mạnh Phàm trịch thượng nhìn xuống họ bằng ánh mắt giống như đang nhìn rác rưởi khiến những người đó tức giận. Nghĩ thầm, có giỏi thì thả họ ra đi. Một cậu ấm chỉ biết đe dọa họ bằng sát khí của mình thì cũng chẳng hơn gì họ. Để họ nói chuyện, thành viên trong đội xé băng dính trên miệng họ xuống, giật luôn cả râu ra, khiến họ vô cùng đau đớn. Hoàng Mạnh Phàm, anh đưa chúng tôi đến đây làm gì? Có phải chính anh đã sai người làm chúng tôi bị thương phải không? Đừng tưởng rằng đưa chúng tôi đến đây là có thể muốn làm gì thì làm. Nhà họ Hoàng biết chuyện chúng tôi đến huyện Đông Lâm. Nếu chúng tôi mà bị làm sao thì anh cũng chẳng thể trốn thoát. Thả chúng tôi ra, có giỏi thì đấu tay đôi xem. Các đội viên bật cười. Họ từng thấy nhiều người ngu ngốc nhưng chưa từng thấy ai ngu ngốc đến mức này. Lũ tép diêu mà cũng dám nhảy ra đấu tay đôi với đội trưởng của họ. Đúng là vừa ngu xuẩn vừa nực cười. Hoàng Mạnh Phàm châm một điếu thuốc, sau đó ngồi xổm xuống dí điếu thuốc vào cổ anh chàng la hét ầm ĩ nhất. Cơn đau khiến cậu ta giãy giụa, sắc mặt tái mét. Hoàng Mạnh Phàm, anh là đồ biến thái. Biết tôi là đồ biến thái mà còn dám chửi, khá khen cho cậu. Hoàng Mạnh Phàm ném điếu thuốc đi, các cậu nên cảm thấy may mắn vì mình là người nhà họ Hoàng đấy. Những người đó tức giận trừng mắt nhìn anh mà không dám nói gì. Anh Hoàng, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua cho họ sao? Mấy thằng danh này tới đây tìm xui xẻo, nếu dễ dàng bỏ qua, lần sau chúng sẽ lại đến gây rắc rối cho mà xem. Hoàng Mạnh Phàm giơ tay lên, ném người đến nó, lúc nào yên ổn thì đưa trở về nhà họ Hoàng. Vũ Hải đang cười khoái chí, đưa đi, thật chướng mắt. Các đội viên dẫn nhóm người nhà họ Hoàng đi, tiếp theo phải làm gì? Vũ Hải đang rất muốn biết ai là người sẽ gặp xui xẻo trong nhà họ Hoàng. Xử lý những người trong tay đã. Nhà họ Trần,
Nhà họ Lê và cả một gã nhà học khoa học còn chưa tra hỏi xong, tạm thời gác chuyện vặt vãnh nhà họ Hoàng sang một bên. Vũ Hải đang nghiêm mặt nói, những người này khó chơi đấy. Đúng lúc ấy, một đội viên cầm điện thoại đi ra, đội trưởng Hoàng, nhà họ Trần và nhà họ Lê muốn thương lượng. Vũ Hải đang phì cười, anh Hoàng à, nhắc Tào Tháo đến luôn rồi kìa. Bảo họ đến địa điểm giáp danh huyện Đông Lâm. Hai nhà lập tức cử người đến ngay khi nhận được tin từ huyện Đông Lâm. Những người này đi thẳng đến điện thờ ở thôn Vạn Phúc, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối nào về người phương Tây dùng ma thuật mà còn bị đội quét dọn tóm gọn. Hai nhà liền trút giận lên đầu nhà họ Lư. Lần này Lư Thu Hương cũng đi theo, đây là yêu cầu của bà. Dù sao nhà họ Lư cũng phải đi một chuyến, họ cần phải biết rõ hai nhà Trần, Lê thương lượng những gì với đội quét dọn. Trong một phòng họp trống tại một cục cảnh sát nằm giáp danh địa phận huyện Đông Lâm, nhà họ Trần cử Trần Chân Nguyên, anh con nhà bác của Trần Đinh Lăng đến, còn nhà họ Lê do Lê Diễm tự dẫn người đến. Vừa đến nơi, họ đã nhìn thấy một chiếc Audi khiêm tốn đậu phía trước, Lư Thu Hương mặc bộ vest công sở, toát ra khí chất lạnh lùng mà một phụ nữ mạnh mẽ nên có. Trần Chân Nguyên nhận ra Lư Thu Hương, tươi cười bước tới chào hỏi. Lê Diễm dửng dưng phớt lờ. Nếu không phải do bà ta thì làm sao xảy ra chuyện ngày hôm nay? Người nhà họ Lê bị bắt, mất hết thể diện. Tất cả đều do người phụ nữ này gây ra. Thu Hương, đã lâu không gặp. Bây giờ ông Trần Chân Nguyên đã bắt đầu đảm nhận việc đối ngoại của nhà họ Trần rồi à? Lư Thu Hương nhìn người đàn ông cười tít mắt trước mặt, buông lời châm chọc mà không nể nang. Lê Diễm không khỏi bật cười. Trần Chân Nguyên hào hứng chào hỏi, nhưng người phụ nữ họ Lư này chưa chắc đã nhiệt tình tiếp đón. Nụ cười của Trần Chân Nguyên cứng đờ, thẳng thừng đốt chát lại, chẳng phải bà Tả cũng xen vào chuyện của nhà họ Tả lẫn chuyện của nhà họ Lư đấy ư? Hai người họ kẻ tám lạng người nửa cân. Lư Thu Hương nhếch miệng cười khẩy, tôi họ Lư, nhà họ Lư giao cho tôi quản lý chuyện này, về bản chất là hoàn toàn khác nhau. Trần Chân Nguyên vẫn mỉm cười nhưng lại chửi thầm trong lòng. Hôm nay chúng tôi đến gặp đội trưởng đội quét dọn để đưa người của mình về. Đây không phải sân nhà bà. Lê Diễm không muốn đứng đây nghe họ cù cưa lằng nhằng. Sau khi khoảng nửa tiếng đồng hồ chờ đợi mà vẫn không thấy người của đội dọn dẹp đến, Lê Diễm tức tối đập bàn, thằng danh đó đang chơi chúng ta đây mà. Lư Thu Hương khinh thường nhìn ông ta đã mất bình tĩnh, nghĩ bụng, đàn ông già đúng là đàn ông già, rối loạn nội tiết nghiêm trọng, chỉ mới đợi nửa tiếng đồng hồ thôi chứ có phải nửa ngày đâu. Ông ta chọc tức đối phương, chẳng lẽ đối phương không thể bắt ông chờ một lúc à? Trái ngược với sự nóng nảy của Lê Diễm, Trần Chân Nguyên đang thong dong ngồi uống trà. Thấy đôi nam nữ khốn kiếp trước mặt vẫn bình thản như không, Lê Diễm nén giận, lại chậm rãi ngồi xuống. Ông ta chờ thêm 10 phút nữa mà đội quét dọn vẫn không đến thì sẽ xông vào huyện Đông Lâm cướp người. Anh Hoàng, thằng cha nghiên cứu khoa học đã khai ra một việc. Gã cứng miệng lắm, không tài nào cậy ra được một lời. Nói điều gì? Hắn nói rằng có mấy gia tộc liên danh mời hắn làm việc, về phần là gia tộc nào thì hắn hoàn toàn không biết. Họ đều ẩn danh ra lệnh. Nếu đúng là mấy gia tộc bắt tay nhau gây ra chuyện này thì những kẻ đứng sau sắp bị vạch trần rồi. Chuyện này sẽ gây hoang mang cho mà xem. Tuy chỉ có một vài cổ võ giả nhưng kéo ra cũng đủ khiến cả thế giới chấn động. Bọn họ đưa những sinh vật kia ra ngoài là đang phá hủy hệ cân bằng sinh thái, hủy diệt loài người. Tiếp tục cậy miệng, người đó khai ra điều này chẳng qua là muốn bảo vệ tính mạng của mình. Hoàng Mạnh Phàm liền cho anh ta một cơ hội sống sót. Lê Bách Đào là đồng bọn của anh ta. Hai người đó chắc chắn đã đoán được chuyện này nên đã chuẩn bị trước lời khai. Mẹ kiếp, không thể giết được mà cũng chẳng tra hỏi được gì. Cứ đang định tiễn lên chầu trời thì lại tiết lộ cho chúng ta lời khai kiểu này, nghĩ mà tức lộn ruột. Thật sự muốn giết Quách đi cho xong, chúng ta kiên nhẫn hơn họ nhiều. Hôm nay phải đi gặp hai nhà đó thì phải, cứ bình tĩnh. Hoàng Mạnh Phàm hoàn toàn không vội đi gặp những người đó. Nếu họ chờ lâu, sốt ruột mà rời đi thì anh cũng sẽ không ngăn cản. Trần Diệp Vi đến phòng trọ, thấy Mallory Selley đáng thương, cô bèn ném bánh mì trong tay cho hắn. Cảm ơn chủ nhân ban thưởng, Trần Diệp Vi cạn lời. Tại sao lời nói từ miệng người này lại lạ lùng thế nhỉ? Cô kéo ghế ngồi đằng trước. Mallory Selley dè dặt, tôi đã ẩn núp ở đây, không biết tiếp theo chủ nhân muốn tôi làm gì. Đổi cách xưng hô đi, gọi chủ nhân nghe ngu ngốc lắm. Nữ thần, cô không biết phải nói gì, tiên nữ, nữ thần tôn quý, thôi. Cứ gọi là chủ nhân đi. Vâng, thưa chủ nhân. Cô nhìn thẳng vào hắn, anh biết được những gì về vùng đất tiên tri? Vùng đất tiên tri là một nơi vừa thiêng liêng vừa không được phép báng bổ. Ánh mắt hắn sáng lên đầy sùng bái khi nhắc đến vùng đất tiên tri. Đó là vùng đất thiêng liêng khiến hắn chỉ dám nhìn từ xa. Đó chẳng qua là nơi đào tạo tín đồ áo đỏ thôi.
Mallory Shelley thoáng sững sờ, sau đó sợ hãi nói, chủ nhân không thể nói như vậy được, nếu không sẽ bị vùng đất tiên tri truy lùng đất. Trần Diệp Vi vẫn hờ hững nhìn hắn, nói đi, những người phương Tây các anh tiến vào lãnh thổ Hoa Hạ khi nào? Mallory Shelley không dám nói, bởi vì hắn biết hiệp ước tồn tại. Nếu hắn nói ra thì chẳng khác nào bán đứng các dị sĩ phương Tây và sẽ bị đuổi giết. Trần Diệp Vi không biết đến sự tồn tại của hiệp ước đó. Nó được tiến hành khi linh hồn của cô đã rời khỏi thể xác. Hiện tại người thống trị thật sự của vùng đất tiên tri là ai? Mallory Shelley làm sao có thể hiểu rõ về nội bộ của vùng đất tiên tri? Hắn chỉ là một tên lâu la làm việc vặt mà thôi. Chủ nhân, tôi không biết rõ chuyện này, nhưng bề ngoài, giáo hoàng thống trị vùng đất tiên tri là Gabriel II. Hắn không nói điều này thì Trần Diệp Vi cũng có thể điều tra được. Xem ra Thánh Jerome vẫn chưa xuất hiện. Mallory Shelley vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, Thánh Jerome đã chết vì đạo cách đây 2 thế kỷ, đó là giáo hoàng đầu tiên. Tôi biết, thấy không hỏi được gì từ người này, Trần Diệp Vi khoát tay, giữ anh lại cũng vô dụng. Hắn lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chủ nhân, tôi rất có ích, xin chủ nhân cứ sai bảo, tôi nhất định sẽ nghe theo dõi động tĩnh của phương Tây. Vâng, Trần Diệp Vi ném cho hắn một chiếc mặt nạ da người và một ít thuốc, đây là thứ mà anh cần, học cho sõi tiếng Hoa đi. Vâng, tôi nhất định sẽ làm theo lời của chủ nhân. Mallory Shelley hèn mọn trả lời, làm vậy thì hắn mới có thể sống sót. Lẽ ra lần này hắn không nên đến Hoa Hạ. Trần Diệp Vi đi ra khỏi phòng trọ, nheo mắt nhìn bầu trời dưới ánh nắng chói chang. Chị ơi! Phạm Nhật Nam kẹp quả bóng đi từ sân bóng rổ tới, liên tục thở hổn hển sau khi chơi thể thao, còn kéo áo lên lau mồ hôi. Cậu thiếu niên rắn giỏi, cao hơn bạn bè đồng lứa, càng thêm phần khôi ngô dưới ánh mặt trời. Trần Diệp Vi đột nhiên nghĩ đến việc mình có thể giúp cậu cải thiện sức lực. Phạm Nhật Nam bất ngờ bị cô nắm lấy cổ tay, cảm giác lạnh buốt. Nhiệt độ cơ thể của Trần Diệp Vi khá thấp, ngay cả giữa mùa hè mà vẫn lạnh giá như này. Nếu không phải cô đang sống sờ sờ thì cậu sẽ nghi ngờ không biết cô có phải là xác chết vùng dậy hay không. Căn cốt rất tốt, có thể học. Trần Diệp Vi rút tay lại, sau này cho em tập luyện một vài môn võ công. Phạm Nhật Nam giật mình, thầm nghĩ, cô ơi, con gái của cô lại phát bệnh rồi. Đã 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua. Lê Diễm mất kiên nhẫn, đập bàn đứng dậy, tôi không đợi nữa, muốn đợi thì các vị cứ ở đây mà đợi. Thằng danh đó không hề muốn thương lượng với chúng ta. Lư Thu Hương và Trần Chân Nguyên không đếm xỉa đến ông ta. Ông ta muốn cằn nhằn thì cứ cằn nhằn đi. Đúng lúc này, tiếng xe hơi tắt máy vang lên ở bên ngoài. Một nhóm người mặc đồ nhà binh tháp tùng một người đi vào. Người trong cục cảnh sát lập tức ra đón, cung kính dẫn họ vào phòng họp. Đây là nơi Hoàng Mạnh Phàm mượn dùng tạm từ cục cảnh sát. Mọi người đã đến đông đủ, đang chờ ở bên trong, mời đội trưởng Hoàng. Cục trưởng cười tươi như hoa, chỉ vào cánh cửa đóng kín trước mặt. Hoàng Mạnh Phàm giơ tay lên, ở đây không cần đến các vị nữa, đây là chuyện cơ mật, các vị không thể nghe. Cục trưởng đáp lời, rồi nhanh chóng giải tán người của mình. Cánh cửa được mở ra. Hoàng Mạnh Phàm bước vào, một nhóm người tạo nên khí thế áp đảo mạnh mẽ giống như Thái Sơn khiến người ta nhất thời khó thở. Những người ngồi đây đều là cổ võ giả của các gia tộc, ai nấy đều cau mày khi bị nụ cười xấu xa của anh trấn áp. Nhất là Lê Diễm đã chờ hơn 1 tiếng đồng hồ. Trong lòng vốn đã đầy lửa giận, ông ta càng bực bội hơn khi nhìn thấy Hoàng Mạnh Phàm thản nhiên bước vào, mỉm cười nhìn họ. Rốt cuộc đội quét dọn các anh muốn làm gì hả? Ông ta tức tối hỏi. Hoàng Mạnh Phàm nhếch miệng, chống 2 tay lên bàn họp, điềm nhiên đáp, nhà họ Lê còn không biết lý do sao. Xem ra tôi mất công đưa 2 thẻ vàng rồi. Sắc mặt Lê Diễm bỗng xám xịt. Nhà họ Lê bỗng dưng nhận được 2 thẻ vàng và lệnh cưỡng chế tạm thời không được đặt chân vào huyện Đông Lâm. Hai nhà Trần, Lư đang ở đây, Hoàng Mạnh Phàm nói vậy sẽ có người cười nhạo nhà họ Lê. Lê Diễm giận không thể tả. Lư Thu Hương cười mỉa mai, liên tiếp nhận 2 thẻ vàng mà vẫn còn dám nổi nóng. Nhà họ Lê ngạo mạn gớm. Lư Thu Hương, đừng tưởng rằng. Sếp Lê, Hoàng Mạnh Phàm gõ nhẹ vào mặt bàn ý bảo ông ta đừng to tiếng, sẽ ảnh hưởng đến việc thương lượng. Lê Diễm tái mặt, vội ngậm miệng lại. Trần Chân Nguyên lên tiếng, đội trưởng Hoàng, lần này chúng tôi đến đây chủ yếu là vì người nhà họ Trần. Người nhà họ Lê và nhà họ Trần quả thật đều đang nằm trong tay tôi, họ đã vi phạm thỏa thuận trước đó của chúng ta. Nhóm người nhà họ Trần đợt trước trở về chưa nói rõ với các vị sao. Lần đầu là phạt tiền, lần thứ hai là bị giam, không có cửa để thương lượng. Lần này chúng tôi cũng chọn bồi thường, Trần Chân Nguyên nói. Hoàng Mạnh Phàm giơ ngón tay lên lắc nhẹ, không thể thương lượng. Có vẻ như ông Trần vẫn chưa hiểu nhỉ. Trần Chân Nguyên sượng sùng,
hơi bực mình khi cảm nhận được ánh mắt của Lê Diễm, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không thể bị anh chàng này chèn ép được. Đội trưởng Hoàng, lần này chúng tôi đến đây không chỉ để thương lượng, mà còn có một việc cần mọi người ngồi xuống bàn bạc. Lư Thu Hương là người phụ nữ duy nhất có mặt ở đây. Bà ta đã lên tiếng, đương nhiên là Hoàng Mạnh Phàm sẽ nể mặt. Anh giơ tay lên ra hiệu cho bà ta tiếp tục nói. Sắc mặt Lê Diễm càng khó coi hơn. Đội trưởng Hoàng là đội trưởng của đội quét sát, chắc hẳn cũng biết về sự xuất hiện gần đây của ma thuật phương Tây nhỉ. Hoàng Mạnh Phàm nheo mắt, ồ, ma thuật phương Tây xuất hiện ở huyện Đông Lâm và chạy đến điện thờ sao? Điện thờ, lần này đến lượt Lư Thu Hương kinh ngạc. Bà không hề biết chuyện này, bèn quay sang nhìn Lê Diễm và Trần Chân Nguyên, định hỏi họ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cuối cùng lại thôi. Bà nghĩ thầm, cho dù hỏi cũng chẳng thu được kết quả gì. Hoàng Mạnh Phàm chợt hiểu ra khi nhìn thấy phản ứng của bà. Xem ra sự hợp tác của mấy nhà các vị vẫn cất giấu bí mật. Ma thuật phương Tây xuất hiện, các vị nên đi tìm người phương Tây chứ không phải chạy vào địa bàn của người khác. Vẻ mặt Hoàng Mạnh Phàm lạnh tanh. Đáng lẽ đội trưởng Hoàng phải biết rõ hơn chúng tôi về sự xuất hiện của ma thuật phương Tây có nghĩa là gì chứ? Trần Chân Nguyên định lừa gạt cho qua chuyện này. Hoàng Mạnh Phàm không nói gì mà chỉ gật đầu. Lê Diễm nghiêm giọng, chúng tôi đến đây để thương lượng đòi thả người chứ không phải bàn bạc về điện thờ hay ma thuật phương Tây. Những chuyện đó để nói sau, dù sự xuất hiện của ma thuật phương Tây làm xáo trộn hòa bình cũng không liên quan gì đến nhà họ Lê của ông ta. Ông ta vẫn nhớ chuyện cổ phiếu lần trước là do Hoàng Mạnh Phàm giở trò. Bởi vì anh nổi tiếng là sao chổi nên ông ta không dám trêu chọc quá đáng nhưng vẫn phải đàm phán về điều kiện cần bàn. Nếu không, gia tộc sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của ông ta. Tuy nhiên, Lư Thu Hương lại không quan tâm đến sự sống chết của hai nhà này mà chỉ lo lắng người phương Tây sẽ phá rối. Lúc trước, bà bảo họ đến huyện Đông Lâm để điều tra sự tồn tại của ma thuật phương Tây chứ không phải tìm kiếm điện thờ. Bà lập tức hiểu ra rằng các gia tộc lớn vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm điện thờ trong lời đồn. Không có gì để thương lượng hết, tôi tuyên bố kết quả luôn, hai nhà nộp tiền phạt nặng, đồng thời bị phạt tù 3 năm, mãn hạn sẽ được thả về với gia tộc. Nghe vậy, Lê Diễm đập bàn đứng dậy với vẻ mặt dữ tợn, thằng danh nhà họ Hoàng kia, cậu chơi khăm chúng tôi đấy phải không? Hoàng Mạnh Phàm mỉm cười nhìn Lê Diễm thẹn quá hóa giận, chơi các ông thì sao? Chẳng phải khi đến đây sếp Lê đã nghĩ cách để cướp người ư? Những người được bố trí chắc hẳn đã đến nơi khác uống trà rồi đấy. Lê Diễm tái mặt, vừa kinh hãi vừa tức giận, cậu biết chuyện đó từ khi nào? Ngay cả huyện Đông Lâm nhỏ bằng mắt mũi mà cũng không kiểm soát được thì vị trí của tôi đã bị thay thế từ lâu rồi. Chúng tôi có thể giải quyết chuyện ma thuật phương Tây, các gia tộc ở thành phố Hạ Dương hãy yên phận ngồi ở chỗ của mình chờ đợi. Nếu vẫn tiếp tục tiến vào địa bàn huyện Đông Lâm lần nữa, chúng tôi thấy ai sẽ bắt người đó, lần sau sẽ gửi thẻ đen đến tận cửa đấy. Cuộc đàm phán lần này do anh làm chủ, muốn giải quyết thế nào thì giải quyết. Sắc mặt của Lê Diễm và Trần Chân Nguyên đều xa sầm, chửi thầm, thằng danh này chỉ đang đùa giỡn với họ mà thôi. Nhà họ Lê có đội bảo vệ bình thường, nghĩa là không luyện cổ võ. Năng lực của họ cùng cấp bậc với những lính đánh thuê truy bắt tội phạm quốc tế, nhưng lại chẳng là gì đối với đội viên của Hoàng Mạnh Phàm. Mặc dù họ có thể chống trả vài chiêu, cuối cùng vẫn phải khoanh tay chịu trói. Lê Diễm sắp xếp những người đó để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ Hoàng Mạnh Phàm lại xử lý người của ông ta một cách rất nhanh gọn, khiến ông ta nổi giận, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu ngay tại chỗ. Các đội viên của Hoàng Mạnh Phàm nhanh chóng bao vây, bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng, đôi bên sắp lao vào đánh nhau đến nơi. Lư Thu Hương cau mày, thầm nghĩ lão Lê Diễm này toàn làm những chuyện dư thừa. Bây giờ thì hay rồi, cuộc đàm phán đang êm đẹp đã bị phá hỏng. Lê Diễm nhìn chừng chừng vào khuôn mặt lặng như nước của Hoàng Mạnh Phàm, cậu đã đưa người của tôi đi đâu? Ngay cả người nhà họ Lê mà anh cũng dám bắt đi, không sợ bị đầu độc ư? Từ trước tới giờ, chưa có ai dám bắt người của nhà họ Lê hết lần này đến lần khác như vậy, Hoàng Mạnh Phàm chính là người đầu tiên. Được lắm, nhà họ Lê sẽ cho anh biết câu núi cao còn có núi cao hơn là thế nào. Sắc mặt của Lư Thu Hương cũng thay đổi khi nhìn thấy phản ứng của Lê Diễm. Lê Diễm, ông định làm gì? Dù sao ông ta cũng là người nhà họ Lê, con cháu xuất thân từ gia tộc làm nghề y nổi tiếng nhiều đời. Sao có thể không am hiểu y thuật được? Một khi am hiểu y thuật, đương nhiên sẽ có tài dùng độc. Lê Diễm bất ngờ ném vỡ lọ thuốc độc trong tay. Lọ thủy tinh bị vỡ, thuốc độc biến thành sương mù bay lên. Mọi người vô thức bịt mũi lùi lại. Hoàng Mạnh Phàm và các đội viên chậm rãi lấy mặt nạ phòng độc đeo lên. Lư Thu Hương câm nín, họ lấy thứ đó từ đâu ra vậy? Trần Chân Nguyên quát to, Lê Diễm, ông muốn giết luôn cả người nhà họ Trần chúng tôi à? Nếu thật sự toi mạng thì cũng là các người bất tài.
Trần Chân Nguyên lại chửi thề lần nữa, còn đứng đó làm gì, mau bắt người đi. Lê Diễm xông ra khỏi vòng vây của các đội viên, lại sầm mặt khi nhìn thấy họ đeo mặt nạ phòng độc. Thằng danh họ Hoàng này thật xảo quyệt, dường như anh tính toán được mọi tình huống, ông ta dùng độc mà cũng không thể làm gì được họ. Thật đáng ghét, Phạm Minh Quân đến khu biệt thự Du Nhiên Cư. Phạm Thanh Tâm đưa ông đi tham quan xung quanh biệt thự. Bố, nếu bố thích thì chuyển đến đây ở với chúng con. Ông lắc đầu đáp, bố đến đây sẽ làm phiền hai mẹ con. Nếu ông đến đây thì cả nhà con trai cả của ông sẽ làm ầm lên, ảnh hưởng đến sự bình yên của hai mẹ con họ. Mẹ con đã được sắp xếp xong xuôi, gia đình anh cả sẽ không đến làm ầm ĩ nữa đâu. Bố đến đây ở cũng có thể yên tâm. Phạm Minh Quân vẫn lắc đầu, bố có chỗ ở, bố vẫn muốn trở về thôn ạ. Những người đòi nợ đã đến nhà mấy lần, Tiểu Duy vừa trở về, tinh thần không tốt lắm. Anh cả con quỳ trước mặt bố nói rằng muốn bán căn nhà. Than ôi, lời nói trở thành tiếng thở dài. Phạm Thanh Tâm hiểu rằng lần này Phạm Minh Quân đến đây để hỏi ý kiến của mình. Dù sao, căn nhà đó cũng được mua bằng tiền bà lấy từ nhà họ Trần, muốn bán thì cũng phải hỏi ý kiến của bà. Bà không ngờ rằng vợ chồng anh cả của mình lại khiến mọi chuyện tồi tệ đến mức này. Nếu bà lắc đầu phản đối thì sẽ khiến bố bà khó xử, nhưng nếu gật đầu thì lại cảm thấy mình quá nhân từ. Bố, bố định cho anh cả bán nhà à? Bố đã dự định trở về thôn, gia đình anh hai của con cũng đã chuyển ra ngoài, bây giờ căn nhà đó chỉ còn gia đình anh cả con. Bố đã đồng ý rồi ư? Không đồng ý thì anh cả con sẽ thắt cổ chết trước mặt bố. Chẳng lẽ bắt ông người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ư? Những người đòi nợ dồn ép, ông cũng không còn cách nào khác. Vì thế, hôm nay ông đến đây để hỏi ý của con gái mình. Nếu bố đã quyết định thì con tôn trọng ý kiến của bố. Nhưng sau này cứ như vậy đi. Phạm Minh Quân lộ ra vẻ mặt cay đắng. Trần Diệp Vi, tối nay cậu có muốn đi chơi cùng bọn tớ không? Buổi chiều vừa tan học, Tân Tiến Đạt đã chạy đến mời Trần Diệp Vi. Cô đáp, tôi có việc rồi. Gần đây mọi người đều căng thẳng vì chuyện thi cử. Lớp phó đã đặt phòng karaoke vào tối nay. Các cậu đi đi. Tân Tiến Đạt chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn nói, Đỗ Tuấn Kiệt không đi đâu. Trần Diệp Vi lắc đầu, mọi người chơi vui vẻ nhé. Cậu ta hơi thất vọng, Trần Diệp Vi, thật ra các bạn trong lớp đều rất tốt, chỉ là cậu cần phải tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, ở một mình cô đơn lắm. Thấy cô nhìn sang, Tân Tiến Đạt mỉm cười bối rối. Trần Diệp Vi lặng lẽ nhìn cậu ta một lúc rồi quay người rời đi. Đỗ Tuấn Kiệt đứng dưới gốc cây, cau mày nhìn thấy bạn thân của mình và Trần Diệp Vi càng ngày càng thân thiết. Trần Diệp Vi không tham gia giờ tự học buổi tối, cô xin lớp phó Ngô Văn Khôi cho mình nghỉ, vừa khéo hôm nay là thứ sáu. Cô đeo cặp sách đứng bên ngoài nhà khách, còn chưa đến gần thì có một chiếc xe chạy tới. Trần Diệp Vi đột nhiên dừng bước khi nhìn thấy người bị áp giải. Người đàn ông bước xuống xe sau đó là Hoàng Mạnh Phàm. Anh đứng trước đèn xe nhìn cô, trên người có dấu vết đánh nhau. Chuyến này anh ra ngoài không được suôn sẻ lắm. Nhóc Tiểu Vi chạy đến đây tìm gặp anh có việc gì? Hôm nay anh đây phải giải quyết việc quan trọng, có chuyện gì sáng ngày mai hãy nói. Anh bị thương à? Rách chút da thôi mà. Cô gái chạm vào cánh tay anh đã bị thứ gì đó ăn mòn. Dịch độc. Sao nhóc biết? Tôi không mù. Hoàng Mạnh Phàm cạn lời. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh ra hiệu cho người phía sau, dẫn họ vào trong trước đi. Mọi người lần lượt xuống xe đưa những người đó đi. Về phần Lê Diễm, ông ta đã mang theo vết thương bỏ chạy. Trần Diệp Vi đi theo họ vào nhà khách. Những người khác đều không nói gì, chỉ có Vũ Hải Đăng lại nở nụ cười gợi đòn. Trần Diệp Vi xé rách áo ngụy trang của Hoàng Mạnh Phàm đánh doẹt một tiếng. Anh im lặng nhìn thiếu nữ không hề dịu dàng chút nào. Ngoài phòng, Vũ Hải Đăng khoanh tay đứng bên cửa sổ, thản nhiên nhìn vào trong mà không hề e ngại. Anh ta muốn nhìn xem hai người họ ở bên nhau sẽ như thế nào. Trần Diệp Vi lấy lọ thuốc bột từ trong cặp sách ra bôi cho Hoàng Mạnh Phàm. Anh bị thương do bảo vệ đội viên của mình thoát khỏi tai họa. Nếu không, những người đó làm sao có thể khiến anh bị thương? Người của Lê Diễm được bố trí ẩn nấp trong bóng tối đã bị bắt về hết. Anh Hoàng bị thương cũng đáng nhỉ? Vũ Hải Đăng chợt lên tiếng. Hoàng Mạnh Phàm lườm anh ta, muốn mù thì cứ đứng đó nhìn tiếp đi. Vũ Hải Đăng im bặt, Trần Diệp Vi cũng liếc nhìn anh ta. Vũ Hải Đăng liền giơ hai tay lên, thôi được rồi, tôi đi thẩm vấn những người đó. Những đội viên khác rất thức thời, lúc đi ngang qua đều không dám liếc nhìn vào trong phòng. Trần Diệp Vi lấy băng gạc ra băng bó cho anh. Đừng chạm vào nước nhé. Không chạm vào nước thì anh đây rửa sạch vết bẩn trên người kiểu gì? Nhờ ai đó giúp đỡ. Anh tựa lưng vào ghế, nhếch miệng cười gian. Chiều cao của nhóc vừa khéo giúp anh đây trả lưng đấy.
Trần Diệp Vi đứng dậy cúi xuống nhìn người đàn ông ngồi trước mặt với ánh mắt như nhìn cầm thú. Anh chắc chắn muốn tôi trả lương sao? Hoàng Mạnh Phàm cứng họng. Cứ để cả người hôi hám vậy. Đây là thuốc, uống trong 3 ngày. Dược phẩm bảo vệ sức khỏe à? Trần Diệp Vi lườm anh một cái. Anh có thể coi là thuốc bổ. Đàn ông trưởng thành muốn tìm cảm giác mạnh thì gặp phụ nữ trưởng thành, các giác quan sẽ dễ dàng được thỏa mãn hơn. Hoàng Mạnh Phàm câm nín, vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc là ai đã dạy cô những từ ngữ đen tối đó vậy? Lư Thu Hương đứng trước cửa hàng sập sệ, chỉ có nhóm người Lê Diễm và Trần Chân Nguyên là bị thương nặng, còn bà không bị ảnh hưởng mấy. Ông cụ Lư nghe thấy tiếng động bèn đi ra ngoài. Con làm sao vậy? Vết thương nhỏ thôi ạ, kể ra thì rất dài. Bà đi vào lấy thuốc bôi lên vết thương. Ông cụ Lư ngồi đối diện con gái mình với vẻ mặt nặng nề. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Nhà họ Lê và nhà họ Trần phát động tấn công đội quét dọn. Ông cụ Lư nhíu mày, họ chán sống rồi à? Lư Thu Hương nhìn bố mình, nói, bố ơi, nếu con nhớ không nhầm thì mỗi đời đội trưởng của đội quét sát đều do một người có năng lực đặc biệt đảm nhiệm. Ừ, nhưng con không nhớ được là cậu ta đã ra tay như thế nào, đến khi bọn con bừng tỉnh thì mọi chuyện như thế này rồi. Dường như họ đột nhiên quên mất diễn biến cuộc giao tranh lúc đó. Ánh mắt của ông cụ Lư tối sầm lại, ý của con là cậu ta có năng lực xóa trí nhớ. Lư Thu Hương khẽ mím môi rồi đáp, con không biết, bởi vì bà không tài nào nhớ được diễn biến khi đó. Ông cụ Lư nhìn con gái mình, chậm rãi cau mày. Không chỉ Lư Thu Hương mà người của nhà họ Lê và nhà họ Trần trở về nhà cũng đã quên hết những chuyện xảy ra lúc ấy. Cứ như thể họ đã bị đội quét dọn đánh bại trong tích tắc, khiến họ thất bại hoàn toàn. Cuối cùng trong cơn tức giận, Lê Diễm đã tạt thuốc độc vào một thành viên của đội quét dọn. Hoàng Mạnh Phàm trực tiếp vươn tay chặn lại. Họ chỉ nhớ được cảnh cuối cùng này. Lê Tương Pháp đứng bên giường, nhìn thương tích của Lê Diễm, con trai của ông ta. Sau khi kiểm tra xong, Lê Trọng Toàn lắc đầu nói, không có kết quả gì, thương tích kiểu này rất hiếm gặp. Lê Trường Giang bước tới bắt mạch cho Lê Diễm rồi nhíu mày nói, đúng là rất hiếm thấy. Bố ơi, vết thương của con. Vết thương trên cơ thể chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể bình phục, nhưng vết thương ở đầu lại không có dấu vết. Rốt cuộc là kẻ nào đã khiến các con bị thương mà bản thân các con lại không nhớ được? Lê Trường Giang rút tay lại, nhìn sang Lê Trọng Toàn. Lê Diễm cau mày khi biết mình mất đi ký ức lúc đó. Tôi đến nhà họ Trần xem thế nào. Lê Trọng Toàn nhận được ám hiệu của Lê Trường Giang, bèn thu dọn đồ đạc đến nhà họ Trần. Tuy nhiên, tình hình nhà họ Trần cũng giống như vậy. Những người trở về đã quên mất những gì đã xảy ra vào lúc đó. Chuyện này khiến hai nhà lại càng sợ đội quét dọn hơn. Họ cứ tưởng rằng đó chỉ là một đội nhỏ do trẻ con dẫn đầu để vui đùa, không ngờ lại ghê gớm thế này. Họ vẫn chưa biết năng lực đó là của cá nhân hay toàn đội, nên đành phải tạm dừng việc tìm hiểu về sự xuất hiện của ma thuật phương Tây. Một khi đội quét dọn đã ra tay, chắc chắn sẽ không để lại dấu vết gì, mọi thứ ở hiện trường đều đã bị xóa sạch. Cho dù người của các gia tộc định trở lại tìm kiếm manh mối thì cũng chẳng thu hoạch được gì, chỉ còn cách nhờ người khác thăm dò tình hình của đội quét dọn. Sau khi Trần Diệp Vi rời đi, Vũ Hải Đăng đi vào phòng ngồi đối diện Hoàng Mạnh Phàm. Nhà họ Lê tinh thông y thuật, e rằng có thể khôi phục những ký ức đó. Vũ Hải Đăng liếc nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận của đội trưởng nhà mình. Anh ta biết Hoàng Mạnh Phàm cố tình khiến mình bị thương, như vậy có thể lừa được những người đó. Cho dù nhà họ Lê có tinh thông y thuật đến mấy cũng không thể khôi phục được đâu, người nào nhớ lại thì xóa bỏ ký ức thêm lần nữa. Cô bé đâu rồi? Tôi trông cô ấy không phải là không biết gì. Hoàng Mạnh Phàm nhướng mày, nhóc Tiểu Vi vẫn còn nhỏ, đừng nghĩ xấu về cô ấy như thế. Vũ Hải Đăng nhún vai, có anh bảo vệ, tôi nào dám nghĩ vậy. Có điều, chúng ta cần phải điều tra chuyện ma thuật phương Tây. Tôi đang bị thương nặng, chuyện này giao cho cậu. Vũ Hải Đăng khịt mũi khinh thường. Trần Diệp Vi treo hai lọ thuốc lên cổ con mèo và một tấm áp phích dài lên thân nó, rồi vỗ đầu nó một cái. Con mèo kêu lên một tiếng, nhanh chóng biến mất. Một cô gái mặt đầy tàn nhang đang xem phát sóng trực tiếp nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội vàng mở cửa ra thì nhìn thấy một tấm áp phích hình con mèo đen và hai lọ thuốc được treo ở cửa. Cô ấy cầm lên rồi chạy về phòng tiếp tục xem phát sóng trực tiếp, sau đó hớn hở cầm tấm áp phích lên chụp hình, đăng Facebook. Tiếp theo lại dán tài khoản Facebook của mình lên chương trình phát sóng trực tiếp. Mọi người lập tức bị thu hút bởi điều này. Những người vào Facebook của cô gái đều thét lên. Trong tấm áp phích trên Facebook, mèo đen bước tới và quay đầu lại với vẻ ngang tàng. Đôi mắt một bên đen một bên tím sâu thẳm, giống như hai cái hố có màu sắc khác nhau, hấp dẫn mọi người. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại choáng váng trước vẻ ngầu lòi của một con mèo. Hâm mộ chủ thớt quá,
tôi cũng muốn có đại hắc. Chuyện này là ngẫu nhiên phải không? Chị ơi, tôi có thể đặt làm hình nền điện thoại không? Chị ơi, chị gái xinh đẹp tốt bụng ơi, có thể chia sẻ không? Mọi người nhanh đặt hàng đi, sản phẩm làm đẹp không đắt đâu, chỉ đắt hơn La Mơ một chút thôi. Chị gái mua loại sản phẩm chăm sóc da nào mà được quà tặng xịn sò thế? Cùng câu hỏi, cô gái nhận được tấm áp phích và thuốc liền trả lời rằng thứ mình mua là thuốc xóa tàn nhang. Sau đó đăng một đoạn video ngắn quay nửa khuôn mặt của mình, quả thật có rất nhiều đốm tàn nhang. Mọi người đang chờ xem hiệu quả của thuốc sau khi sử dụng. Mặc dù tấm áp phích rất đẹp nhưng họ vẫn nghi ngờ về sản phẩm 30 này. Có người nói cô gái đó đã bị lừa, tuy nhiên cô ấy quả quyết rằng không phải vậy. Mặc dù nhãn mác trên lọ thuốc được viết tay, nhưng chữ thật sự rất đẹp. Phản ứng rất tốt, Trần Diệp Vi liếc nhìn con mèo đang nằm bò một chỗ, thờ ơ khen ngợi. Mèo, nó mở to đôi mắt vừa sáng vừa tràn đầy sức sống. Nào, quay vòng tròn, có chị gái muốn xem hành động dễ thương của mày đấy. Mèo, con mèo không muốn làm điều này cho lắm. Mày có muốn các chị gái ôm không? Đi lên bục, đứng dậy quay vòng đi. Mèo, trước sự đe dọa và dụ dỗ, con mèo giơ cao hai chân trước, lộ ra cái bụng đen nhánh, vồ vào không trung một cách ngốc nghếch. Tạch, Trần Diệp Vi cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh, rồi bảo nó tạo dáng tiếp. Nhảy vồ, ngồi xuống, chậm rãi đi về phía trước, lúc thì ngầu lúc lại dễ thương. Chụp ảnh xong, Trần Diệp Vi định ra ngoài in mấy tấm nữa để dùng sau. Mèo, con mèo bị bắt làm nô lệ một lúc lâu, lười biếng nằm bò ra đó, tiếp tục phát sóng trực tiếp. Nó thở dài trước lượng người hâm mộ mèo đông đảo trong buổi phát sóng trực tiếp. Thời buổi này làm mèo cũng không dễ dàng. Điều chế sản phẩm làm đẹp không vất vả nên Trần Diệp Vi rất thích nhóm người muốn mua những loại thuốc làm đẹp này. Đã có rất nhiều người đặt hàng sau khi cô gái đó nhận được sản phẩm trị tàn nhang. Chẳng qua là họ muốn có tấm áp phích mèo mà thôi. Người đặt hàng nhiều đến mức Trần Diệp Vi lười vào trang web Google để nhận những đơn hàng mấy triệu tệ. Điều chế thuốc trên mấy triệu tệ rất tốn sức. Nhà họ Ngụy. Mấy ngày nay Ngụy Thái Phong rất bực bội với chuyện của những con em nhà họ Hoàng. Tả Văn vẫn đang lải nhải bên tai cậu về Ngụy Giai Mẫn. Mẹ ơi, bây giờ Ngụy Giai Mẫn đã ổn định rồi, mẹ đừng lo lắng nữa. Điều phải lo lắng bây giờ là chuyện những con em nhà họ Hoàng đã bị bắt đi kia kìa. Nhà họ Hoàng ở thủ đô đã gọi cho bố con chưa ạ? Nếu nhà họ Ngụy bị liên lụy thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Tả Văn nói, tạm thời đừng quan tâm đến nhà họ Hoàng, em gái con lại lên cơn sốt rồi. Mẹ phải gọi điện bảo mợ con đến đây một chuyến. Ngụy Thái Phong day hai đầu chân mày. Mẹ à, mẹ không nhớ lúc đó trông ông cụ thân sinh của mợ thế nào ư? Ông đã mạo hiểm nửa mạng sống của mình để cứu Ngụy Giai Mẫn đấy. Nhà họ Lư vốn dĩ hành nghề y, chẳng phải việc cứu người tiêu hao sức lực là điều bình thường ư? Ngụy Thái Phong cau mày. Mẹ, mẹ nói vậy rất quá đáng. Đó là bố ruột của Lư Thu Hương. Nếu ông cụ thật sự mất mạng vì người ngoài thì nhà họ Lư có thể bỏ qua cho họ không? Mẹ của cậu đúng là càng ngày càng ngang ngạnh vô lý. Tả Văn lên lầu gọi điện thoại cho nhà họ Ngụy nói rằng mọi chuyện ở đây suôn sẻ, không cần cử người tới. Sau đó nói với bác sĩ riêng của nhà mình, bà Đồng mà bác sĩ nhắc đến lần trước, bây giờ có thể gọi đến đây không? Lời nguyền Ngụy Giai Mẫn tự tát vào mặt mình đã được giải nhưng cô ta lại sốt cao không hạ, vết thương cũng chuyển biến xấu. Bác sĩ nói rằng mình biết một bà Đồng có thể hóa giải hoàn toàn lời nguyền trên người Ngụy Giai Mẫn. Tình trạng của cô ta, cho dù mời bác sĩ đến cũng không có tác dụng. Bác sĩ riêng nói, đúng lúc người bạn đó của tôi đang ở gần đây, có thể gọi cô ấy đến đây ngay bây giờ. Bởi vì ma thuật tương đương với một sự cấm kỵ nên tôi bảo cô ấy đóng giả làm trợ lý đưa thuốc tới. Tả Văn gật đầu lia lịa, vội thúc giục anh ta nhanh chóng gọi người đến. Ngụy Thái Phong gọi điện thoại cho nhà họ Ngụy ở trong phòng, biết việc mẹ mình lại nói với người trong gia tộc rằng mọi chuyện đều suôn sẻ. Cậu mở cửa ra định đi hỏi mẹ mình cho rõ ràng thì nhìn thấy quản gia Lâm Thời dẫn một người phụ nữ con lai bước vào nhà. Cậu lấy làm thắc mắc, bèn đi tới hỏi, quản gia, người vừa bước vào là ai vậy? Là trợ lý của bác sĩ đến đưa thuốc. Ngụy Thái Phong càng thêm nghi ngờ. Trong phòng, bác sĩ giới thiệu, đây là Đan Diệu Nhi, cũng là con lai. Con lai nhìn chung đều rất xinh đẹp, đường nét khuôn mặt có chiều sâu. Đan Diệu Nhi mở hòm thuốc ra, khẽ gật đầu với Tả Văn, bà Ngụy. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Được, Tả Văn đứng ở một bên. Đan Diệu Nhi rắc một thứ bột lạ lên người Ngụy Giai Mẫn đang nằm trên giường. Cô ta bỗng mở mắt ra, lắc đầu mấy cái, xoay người như con rối, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Thấy vậy, Tả Văn thật sự tin rằng con gái mình đã trúng tà, còn Đan Diệu Nhi thật sự rất tài giỏi. Cô ta tiếp tục làm mấy động tác, sắc mặt đột nhiên trở nên hung ác,
cắn rách ngón tay rồi nhỏ máu vào trong chiếc bát nhỏ có một con sâu đang ngọ nguậy. Sau khi hút no máu, con sâu liền biến thành màu xanh. Tả Văn chứng kiến từ đầu đến cuối. Khi mọi chuyện kết thúc, sắc mặt của Đan Diệu Nhi tái nhợt, ngã ngồi trên ghế, nhìn Tả Văn nói, con gái bà cần thay máu tươi mới có thể hoàn toàn hóa giải được lời nguyền. Thay máu ư, đây là phương hướng được chỉ dẫn. Đan Diệu Nhi đưa chiếc bát nhỏ trong tay cho bà ta và chỉ về một hướng. Tôi lấy được một số hình ảnh xuất hiện trong đầu con gái bà, cô gái trong hình ảnh đó rất phù hợp. Hình ảnh nào? Ai cơ? Tả Văn đã nhìn thấy hy vọng. Bác sĩ riêng nói rằng nếu con gái bà ta cứ tiếp tục như này thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu thật sự có người như vậy, bà ta có thể cho người đó một khoản tiền, chỉ là truyền máu mà thôi, không đến mức khiến đối phương phải mất mạng. Dựa theo thông tin của con gái bà, cô gái này họ Trần. Họ Trần. Tả Văn nghĩ đến điều gì đó bèn nói, con bé đó học ở trường Đông Lâm. Con trai bà ta cũng quen biết cô, chuyện này dễ giải quyết. Cô gái đó thích Ngụy Thái Phong, bà ta có thể bảo con trai mình hẹn gặp mặt cô. Bà ta nhớ rằng Ngụy Giai Mẫn từng nói là đầu óc Trần Diệp Vi có vấn đề, lại càng dễ dàng lừa gạt hơn. Sáng hôm sau, Tả Văn gọi con trai đến và bảo, Tiểu Thái Phong à, cô bạn gái lần trước của con. Bạn gái nào ạ? Cậu nhíu mày, là cô bé họ Trần đó. Mẹ muốn mời con bé ăn bữa cơm, con xem có thể hẹn con bé không? Mẹ hẹn Trần Diệp Vi làm gì? Con và cậu ấy chỉ là bạn bè mới gặp nhau vài lần thôi, không phải bạn gái đâu. Mẹ đừng nói thế kẻo người ta hiểu lầm. Tả Văn sững sờ, không phải con nói là con muốn theo đuổi cô bé đó ư? Sao bây giờ gọi nó là bạn gái của con thì con lại không vui? Ngụy Thái Phong cáu kỉnh, con đang theo đuổi thôi, người khác không biết đâu, nên mẹ đừng nói lung tung. Tả Văn khẽ nhíu mày, phải chăng con trai bà đã quá coi trọng cô gái Trần Diệp Vi đó? Mẹ thấy con bé này rất được, muốn gặp gỡ tiếp xúc để vun đắp quan hệ cho con. Sau này con bé có gả vào nhà họ Ngụy cũng không cần phải lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mặt Ngụy Thái Phong hơi ửng đỏ, mẹ ơi, chưa đâu vào đâu cả. Mẹ nói mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu này vẫn còn sớm lắm. Tóm lại, mẹ đừng làm phiền cậu ấy, con phải ra ngoài một chuyến đây. Chuyện của nhà họ Hoàng vẫn đang đợi cậu xử lý. Hôm nay là chủ nhật, Trần Diệp Vi ở nhà luyện thuốc cả ngày, Phạm Thanh Tâm đã sang nhà họ Phạm. Nghe nói anh cả của mình muốn giao bán căn nhà đó, bà không yên tâm nên bảo vợ chồng Phạm Bách Thạch cùng đi xem tình hình, đề phòng vợ chồng Phạm Lâm Trường lén lút giở trò. Tối qua, Trần Diệp Vi lại phát sóng trực tiếp quá trình điều chế một số loại thuốc làm đẹp cho mấy cô gái xem và sai con mèo đen nhanh chóng đi đưa hàng. Lúc xuống lầu, cô nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn sáng bổ dưỡng mà Phạm Thanh Tâm đã cất công nấu cho mình. Lúc này, chuông điện thoại chợt vang lên, người gọi đến là Hoàng Mạnh Phàm. Anh đây đang ở bên ngoài khu biệt thự, đưa nhóc đi ăn điểm tâm nhé. Trần Diệp Vi liếc nhìn bát cháo thịt trong tay, lẳng lặng húp vài ngụm rồi đặt bát xuống. Bên ngoài cổng lớn khu biệt thự, người đàn ông đứng thẳng tắp bên cạnh xe, trên tay kẹp điếu thuốc, đôi mắt hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào bên trong. Không khí ở đây hơi nặng nề, không biết là vị nhân sĩ nào đã ra vào vùng đất này. Anh đang mải mê nghĩ xem có cần điều tra hay không, thì thấy Trần Diệp Vi thong dong bước ra. Cô dừng lại trước mặt anh lái xe được rồi à? Hoàng Mạnh Phàm giơ cánh tay bị thương lên, trình độ băng bó của nhóc rất khá, vết thương lành rồi. Bình phục cũng nhanh nhỉ, nhóc muốn ăn cái gì? Anh mở cửa xe, nhìn cô lên xe, sau đó đứng ở cửa, cúi đầu mỉm cười nhìn cô. Tùy anh, vậy anh đây chọn nhé. Hoàng Mạnh Phàm đóng cửa xe lại, đi vòng qua đầu xe, sang bên ghế lái, thuốc và kỹ thuật băng bó của nhóc là học từ đâu ra thế? Trần Diệp Vi ngả người ra sau, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nghe anh hỏi như vậy thì mới nhìn về phía trước, tự học. Còn tự học, tự rèn luyện nữa cơ đấy. Anh hơi nhếch khóe miệng, đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh. Trần Diệp Vi nhìn anh bằng cặp mắt giống như đang nhìn trẻ con, đối với tôi mà nói, anh mới là một đứa trẻ. Hoàng Mạnh Phàm á khẩu. Một tiếng sau, Trần Diệp Vi ăn xong bữa sáng và lại ngồi lên xe của anh. Khi đi đến sàn chứng khoán, nhìn thấy màn hình liên tục nhấp nháy, cô khẽ mấp máy môi. Dùng thân phận của anh đây đầu tư cổ phiếu, xem ra rất thuận lợi nhỉ. Hoàng Mạnh Phàm nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy hơi buồn cười. Có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề, anh đây cũng không ngờ nhóc lại tài giỏi như vậy, lại còn cho anh đây hưởng hết tiếng thơm nữa chứ. Số tiền nhóc kiếm được là của nhà họ Lê, nếu không phải vô tình điều tra ra, tôi còn hoài nghi phải chăng mình đã đầu tư vào một mã cổ phiếu đầu cơ béo bở trong mơ. Có cần chia cho anh một khoản vì đã mượn tên của anh không? Không cần, thấy nhóc giỏi như thế, nên anh đây hơi lo lắng. Lo lắng ư,
Trong mắt Trần Diệp Vi ánh lên vẻ thắc mắc. Nhóc đáng yêu thế này, anh đây sợ nhóc sẽ bị người ta lừa rồi cũng đi mất. Vẻ ngây thơ của cô gái này giống như chiếc lông vũ lướt qua đáy lòng, khiến anh đột nhiên có dự cảm không lành. Anh đưa tay vuốt tóc cô, uốn nhẹ từng lọn tóc trên ngón tay của mình. Con ngươi đen láy bỗng trở nên sâu thẳm. Đi thôi, anh đây muốn xem năng lực của nhóc thế nào. Trần Diệp Vi bước ra từ sàn chứng khoán, cả thể xác lẫn tinh thần đều cực kỳ sảng khoái. Ôi, lại kiếm được tiền rồi. Hoàng Mạnh Phàm nheo mắt nhìn cô. Kiếm về mấy triệu tệ cho anh đây chỉ trong một lúc, nhóc cừ lắm. Cảm ơn. Hoàng Mạnh Phàm đưa Trần Diệp Vi trở về biệt thự. Khi đến nơi, anh lấy điện thoại ra, nhấp vào lịch sử cuộc gọi, tìm một số điện thoại muốn gọi đi nhưng cuối cùng lại thôi. Cô nhóc này tài giỏi là chuyện tốt, như thế nhà họ Trần càng bị tổn thất. Để người khác che chở cho cô, chi bằng anh tự làm còn hơn. Bây giờ anh đã khẳng định, không phải đầu óc Trần Diệp Vi có vấn đề, mà là đầu óc cô được thần tiên soi sáng. Không hề tầm thường chút nào. Buổi trưa, Trần Diệp Vi mở Facebook, phát hiện lại có người hâm mộ của sao nam họ Thừa nhảy nhót. Thật ra, hành động điên cuồng của những fan này đã dừng lại, có điều họ vẫn không cam lòng nên đăng mấy thứ buồn nôn lên mạng. Cô đã xóa tất cả bình luận ác ý để lọc lại Facebook. Giám đốc Facebook cũng không biết phải nói gì. Chết tiệt, lại có đại lão nào đó chạy đến làm loạn. Facebook một lần nữa rơi vào tình trạng im lặng. Hỏng bét rồi. Hôm nay nước ta thông báo có một cổ vật bị thất lạc, mọi người chưa đọc tin à? Không phải bị thất lạc, mà là được trục vớt ở khu vực biên giới biển và bị người nước khác chiếm mất rồi. Nghe nói cổ vật đã bị dòng hải lưu cuốn trôi sang nước khác, đám chuyên gia nước ngoài kia nhận vơ là của nước họ, thật là đáng khinh. Đúng đấy, chú ý nghệ sĩ giải trí làm cái gì, chuyện quốc gia đại sự không quan trọng sao? Bây giờ những người được nước ta cử đi đàm phán đều phải ôm cục tức trở về, bực quá đi mất. Cổ vật do người khác vớt được, cho dù khắc chữ của nước ta thì cũng chẳng làm gì được. Dịch chữ cổ thành ngôn ngữ của họ, thật đáng ghét. Dịch xong, rõ ràng là ngôn ngữ cổ của nước ta. Nước ta không thể run sợ, vì một khi run sợ sẽ khiến người khác cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Trần Diệp Vi chú ý thấy cổ vật được vớt lên trông khá quen. Đó chẳng phải cái bình vỡ cô tiện tay ném xuống nước ư? Tại nhà khách, Vũ Hải Đăng đi ra từ phòng thẩm vấn, thấy Hoàng Mạnh Phàm đứng phơi nắng trước cửa, anh ta bực mình nói mỉa, anh Hoàng nhàn rỗi quá nhỉ. Hoàng Mạnh Phàm quay người lại, liếc mắt nhìn anh ta, ánh mắt sâu thăm thẳm, miệng ngậm điếu thuốc, tuy rằng trông đẹp trai, nhưng thật khiến người ta cảm thấy sôi máu. Vũ Hải Đăng xị mặt bước tới, lầu bầu nói, chẳng hỏi được gì cả. Tôi cũng đã đoán trước được điều này, hôm nay chẳng thu hoạch được gì, lãng phí công sức của tôi. Chúng ta không thể nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc nói thật ư. Vẫn đang nghiên cứu và phát triển, dù sao nhân vật mà bọn họ đối mặt không phải người bình thường. Loại thuốc do họ tạo ra phát huy rất tốt với người bình thường, nhưng lại gặp chút khó khăn khi đối phó với cổ võ giả có ý chí vững vàng như bàn thạch. Đội trưởng Hoàng, đội viên sầm mặt đi tới, Hoàng Mạnh Phàm lấy điếu thuốc khỏi miệng, ra hiệu cho anh ta báo cáo. Cấp trên gọi điện thoại, bảo chúng ta đi giải quyết một vấn đề quốc tế. Vấn đề quốc tế ư? Vũ Hải Đăng cầm điện thoại của đồng đội lên, xem bản tin thông báo trên Facebook, nước mình đã phải làm đến mức này rồi à? Quốc gia đại sự, người dân cũng có quyền được biết mà. Hoàng Mạnh Phàm lấy điện thoại ra, bật loa ngoài, đừng có chuyện gì cũng đẩy hết cho bọn tôi chứ. Chúng tôi sẽ trực tiếp ra tay, không cãi lý với bên kia đâu, quậy đục nước, cho thành quy mô quốc tế luôn. Đây không phải là điều mà các vị háo hức muốn nhìn thấy sao? Đương nhiên, nếu Tổ quốc yêu cầu, chúng tôi có thể tấn công ngay lập tức. Nghe đến đây, Vũ Hải Đăng và đội viên câm nín. Đội trưởng của họ thẳng thừng đe dọa đây mà. Ma thuật phương Tây à? Không có chuyện này đâu, chính phủ nghe nhầm rồi. Dù có tin tiên thuật, cũng đừng tin trên đời này có ma thuật chứ. Không cần nữa hả? Ừ, vậy là tốt đấy. Chuyện của nhà nước thì nhà nước tự giải quyết đi. Sau khi cúp điện thoại, Vũ Hải Đăng sát lại hỏi, thế nào rồi? Hoàng Mạnh Phàm vê điếu thuốc trong tay, nở nụ cười tà ác và lạnh lùng, có người muốn mời tôi tặng xính lễ. Vũ Hải Đăng nghẹn họng, người nào to gan dám lợi dụng cậu chủ Hoàng? Chỉ là, tại sao anh ta lại muốn cười nhỉ? Không được, anh ta phải khống chế khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình. Hoàng Mạnh Phàm nhấc chân đá vào đùi Vũ Hải Đăng, nheo mắt, lộ ra vẻ mặt nguy hiểm tột độ, cậu cười hả? Vũ Hải Đăng rùng mình. Ngụy Thái Phong đi vào cửa hàng, thoáng sững sờ khi nhìn thấy Trần Diệp Vi đang đứng trò chuyện với ông cụ Lư. Buổi sáng, cậu hoàn tất công việc rồi mới đến đây. Bố cậu bảo cậu đến bàn bạc với ông cụ Lư, có một số chuyện nhà họ Ngụy dây vào không đúng thời điểm.
Đây là loại kim châm tốt nhất rồi đấy cô bé ạ. Cả thẻ. Trần Diệp Vi nhanh nhẹn móc thẻ ra. Ông cụ Lư tươi cười nhận lấy. Ông ơi, Tiểu Phong đến rồi ạ. Khí sắc của ông cụ Lư hơi nhợt nhạt, lúc cười lại càng lộ ra vẻ yếu ớt. Trần Diệp Vi, cậu cũng ở đây à? Ngụy Thái Phong lật đật chạy tới trước mặt Trần Diệp Vi, vui vẻ nhìn cô. Thấy thế, nụ cười trên gương mặt ông cụ Lư lại càng rạng rỡ hơn. Dáng vẻ nhìn thấu suy nghĩ của các chàng trai cô gái của ông ta hơi giống một lão già hèn mọn. Ừ, ấn tượng của Trần Diệp Vi về Ngụy Thái Phong rất tốt, cô nhẹ nhàng trả lời cậu. Cô nhận lại thẻ, định xoay người rời đi thì đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm ông cụ Lư một hồi. Vết thương trên người ông hơi đặc biệt. Hả? Ông cụ Lư không ngờ một cô bé như cô lại phát hiện ra điều này. Ngụy Thái Phong vội vàng đáp, ông tôi vì cứu Ngụy Giai Mẫn nên mới bị như vậy. Nghe tiếng nói chuyện, Lư Thu Hương từ trong bước ra, thấy thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần đang đứng phía trước thì khẽ giật mình. Cô gái này thanh tú và sắc sảo, vừa gặp đã bị thu hút. Một ánh mắt thờ ơ và bí ẩn quét qua, khiến người ta có cảm giác nghẹt thở. Lư Thu Hương lại nhìn Ngụy Thái Phong, lập tức hiểu ra, đây là bạn của cháu Hà Tiểu Phong. Dạ. Ngụy Thái Phong hơi xấu hổ, Trần Diệp Vi ơi, đây là mợ của tôi, đây là ông thân sinh của mợ ấy. Trần Diệp Vi khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Lư Thu Hương. Trên thân thể người phụ nữ này có một vết sẹo rất kỳ lạ. Thấy Trần Diệp Vi nhìn mình chằm chằm, Lư Thu Hương bèn nói, trên người tôi có gì lạ sao? Cô lắc đầu, rồi khẽ gật đầu với ông cụ Lư, sau đó cầm kim châm rời đi. Ngụy Thái Phong nhìn theo bóng lưng cô, quay lại nói, ông ơi, mợ ơi, cháu sang đây là để bàn bạc với ông và mợ về chuyện của mấy con em nhà họ Hoàng. Thứ hai, Trần Diệp Vi xin Bùi Bạch Lan cho mình nghỉ phép. Bùi Bạch Lan mãi mới có thời gian rảnh rỗi quản lý công việc trong lớp, thế mà lại nhận được đơn xin phép nghỉ học của Trần Diệp Vi. Trần Diệp Vi à, cô biết thành tích hai kỳ thi vừa rồi của em rất khá, xếp hạng nhất, nhưng cũng không thể vì thế mà lười nhác được. Kỳ thi lần sau mới là quan trọng nhất, nếu đến lúc đó điểm thi thấp, em chỉ có thể vào trường nghề thôi. Học trường nghề thì tương lai của em sẽ rất mờ mịt. Cô không muốn nói gì đến chuyện thi cử lần trước của em, dù sao mọi người cũng không có chứng cứ. Thành tích học tập trước đây của em không tốt, bây giờ vẫn cần phải bổ sung thêm kiến thức trong sách giáo khoa. Trần Diệp Vi hết cằm, không cần đâu cô, em chỉ xin nghỉ 2 ngày. Em, Bùi Bạch Lan muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đành miễn cưỡng nuốt xuống lời chưa nói, vậy cô cho em nghỉ 2 ngày. Sau khi Trần Diệp Vi rời khỏi phòng làm việc, Thạch Quân Ngôn ngồi bên cạnh liền nói kháy, cô Bùi chiều học sinh quá, thảo nào học sinh càng lúc càng to gan lớn mật. Anh ta đang ám chỉ chuyện Trần Diệp Vi thi cử gian lận, mặt Bùi Bạch Lan thoáng biến sắc. Em Trần Diệp Vi học hành vất vả nên sức khỏe bị ảnh hưởng, xin nghỉ 2 ngày để nghỉ ngơi cũng hợp lý. Thật hâm mộ lớp của cô Bùi có được học sinh tiến bộ thần tốc như vậy, thành tích của lớp chúng tôi dù có thúc ngựa chạy thục mạng cũng chẳng đuổi kịp. Những lời mỉa mai của Thạch Quân Ngôn khiến vẻ mặt Bùi Bạch Lan hơi thay đổi. Cô ta cũng không biết phải trả lời như thế nào, nên đành im lặng. Trần Diệp Vi, cậu có ý gì? Nói rõ ra xem nào. Trương Kiều Thanh ôm sách đi tới, thấy xung quanh không có ai bèn đuổi theo cô. Trần Diệp Vi hờ hững nhìn cô gái chạy đến trước mặt mình. Đã hứa mua nhà, tại sao lại thất hứa với chị tôi? Bị bệnh thì đi khám đi. Trần Diệp Vi lạnh lùng bỏ lại câu này rồi đi lướt qua cô ta. Trương Kiều Thanh cắn môi, nhác thấy mấy nam sinh đang đi tới, cô ta đột nhiên lùi lại, ngã ngồi xuống đất, hoảng sợ nhìn Trần Diệp Vi. Trần Diệp Vi, tôi có lòng tốt muốn phụ đạo cho cậu, cậu không muốn thì nói một câu là được, cớ sao lại đẩy tôi? Trần Diệp Vi vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngoái đầu nhìn lại. Mấy nam sinh cũng nhìn lại, khi chạm vào ánh mắt bình lặng như nước của cô, không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng. Họ liền cúi đầu, nhanh chóng xoay người rời đi. Thật ra từ góc nhìn của họ, hoàn toàn nhìn rõ sự việc vừa xảy ra, Trương Kiều Thanh kia tự ngã. Mà theo góc nhìn của Trương Kiều Thanh, cô ta cho rằng họ không nhìn thấy, nên mới bày trò vờ vịt. Trần Diệp Vi đứng trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống. Trương Kiều Thanh ngã ngồi trên mặt đất, không nhìn phía sau, vẫn mải mê tiếp tục với vai diễn của mình. Trần Diệp Vi, có gì từ từ nói, đừng vung tay vung chân. Tôi chỉ muốn giúp cậu mà, giúp tôi, đúng, tôi, ối. Cổ tay của Trương Kiều Thanh bị một bàn tay lạnh buốt túm chặt lấy, rầm. Sau đó, cô ta bị nhấc bổng và bị hất văng ra rất xa, đập người xuống đất, đau đến mức nhăn nhó, muốn khóc cũng không khóc được. Cô ta còn chưa nhìn thấy rõ Trần Diệp Vi nhấc bổng mình lên như thế nào, thì cả người đã bay ra ngoài giống như con diều đứt dây. Trần Diệp Vi đút một tay vào túi áo đồng phục, lạnh nhạt nhìn Trương Kiều Thanh không bò dậy nổi,
cảm thấy rất vui sau khi chứng thực những lời cô ta vừa nói. Trương Kiều Thanh chợt thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa thì nôn ra máu. Cô ta quay đầu đưa mắt tìm kiếm mấy cậu nam sinh, lúc này mới phát hiện họ đã đi mất, sắc mặt liền tái nhợt. Điều đó có nghĩa là không một ai chứng kiến cảnh tượng này, cô ta đã phí công diễn kịch vô ích. Tại phòng trọ, Trần Diệp Vi đưa tờ giấy in ảnh chụp cổ vật cho Mallory. Đây là cái gì? Mallory đang ăn mì tôm thì bị Trần Diệp Vi cắt ngang, đành phải lưu luyến đặt bát mì thơm ngon xuống, cầm tờ giấy lên. Cổ vật, chủ nhân muốn tôi đi trộm cổ vật à? Trái tim hắn khẽ run rẩy, cũng gần như vậy. Chủ nhân, việc này, không có vấn đề gì nữa thì xuất phát đi. Chủ nhân, hắn rơm rớm nước mắt. Trần Diệp Vi chỉ vào cổ vật, chiếc bình sứ trắng men màu lam này chứa một thứ không tầm thường. Lúc trước vứt đi không sao, bây giờ lại có vấn đề, không tầm thường. Mắt Mallory liền sáng lên, rầm. Bỗng nhiên, một cái chảo vụt qua trước mắt hắn, lập tức có người lăn đùng ra đất. Cầu vượt biển hai làn đường. Cây cầu vượt đại dương có hai làn đường, quy mô hoành tráng như thể một con rồng thần nằm vẫy đuôi bắc qua hai vùng biển, nối liền hai hòn đảo với nhau. Đầu kia của cây cầu vượt biển là biên giới giữa hai nước, đồ vật vẫn còn ở bên kia biên giới. Bọn họ đã có được cổ vật quý báu, máy quét đã phát hiện rất có khả năng là trong chiếc bình chứa đồ vật sẽ mang lại nguồn của cải huyền bí bất tận cho người đời. Ngay khi dự đoán này được đưa ra, các quốc gia khác liền ào ào lao ra biên giới, lặng lẽ xâm nhập vào biên giới nước bạn. Phía Tây Âu lén lút cử lực lượng tinh nhuệ, chuẩn bị đàm phán với đối phương về giao dịch tiếp nhận cổ vật. Bởi vì đối phương không chỉ vớt được một cái bình sứ men xanh lam mà còn vớt được nhiều cổ vật khác nữa. Tuy nhiên, điều thú vị nhất là màu sắc cổ vật được bảo tồn rất hoàn hảo, mọi góc đều giống như một chiếc bình sứ trắng men xanh lam mới tinh. Đặc biệt là thứ đựng bên trong, đồ vật bí ẩn đó mới là thứ hấp dẫn mọi người. Một số lượng lớn các chuyên gia, hacker quốc tế đều đổ xô đến đất nước đã trục vớt được cổ vật, muốn tận mắt nhìn thấy những cổ vật đó trước tiên. Theo kết quả ước tính, những cổ vật này đã có ít nhất 600 năm tuổi, thậm chí còn lâu đời hơn. Bình sứ men xanh lam đã có lịch sử hơn 3.000 năm. Gia tộc Rolin sống ẩn cư ở Tây Âu, với bề dày lịch sử hàng nghìn năm. Người đứng đầu gia tộc bí ẩn này là Deep Rolin đã bí mật cử rất nhiều người ra ngoài. Tin tức ấy nhanh chóng bị hacker quốc tế tung ra. Tất nhiên, chỉ có một số ít người biết về hành động bí mật này, trong số đó có một cơ quan ban ngành đặc biệt của Hoa Hạ. Tập 5 đến đây là hết rồi. Chuyện sẽ có thêm tình tiết gì nữa thì mọi người cùng chờ nghe ở tập sau nhé. Còn giờ thì bye bye mọi người.